Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 9. Lý Dục Thần nói, những việc mày làm đúng là có lỗi. Nhưng luận tội nghiệt, cũng không đến mức nặng nề. Mày có thể mở linh chi, là cơ duyên ông trời ban cho mày, tu hành không dễ, niệm tình mày biết ơn báo ơn, trọng tình trọng nghĩa, tha cho mày một mạng. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mày phải ở lại nơi này, không có sự cho phép của tao, không được ra khỏi phạm vi trong vòng biệt thự này đến phần mộ anh hồ ở sau núi. Tao muốn dạy mày tu hành pháp môn chính đạo, nếu mày có thể lĩnh ngộ thì tốt, nếu không thể lĩnh ngộ, tao sẽ phế tu vi của mày, tránh để mày ra ngoài hại người. Con nhím vừa nghe, vui mừng nói, sư phụ trên cao, nhận một lạy của đệ tử. Lý Dục Thần nghiêm mặt, nói, không được gọi bừa, tao chỉ truyền thụ một vài đạo pháp cơ bản, muốn gọi sư phụ, đợi ngày mà hóa thành người rồi tính. Phùng Thiên Minh gọi điện cho Lý Dục Thần, nói muốn gặp mặt, bàn bạc kỹ càng chi tiết việc đối chiến với Vương Tông Sinh. Lý Dục Thần vốn không có hứng, anh đã từng nói, ngoại trừ thời gian, địa điểm và quy tắc có thể do đối phương quyết định. Nhưng vì chất liệu bùa trận phát hiện ở giếng và chất liệu đồ của Thiên Tinh Quan sử dụng rất giống nhau, cho nên anh phải tìm hiểu nắm bắt Trương Đạo Viễn lại lần nữa. Còn cả anh Hồ này, anh cũng có hứng thú. Theo lời con nhím, anh Hồ là thần y chữa bệnh cứu người, là người tốt. Nhưng lại bị người khác cho chìm xác xuống đáy giếng, còn để lại oán linh, đau khổ rằng con suốt 20 năm trong giếng. Vẫn là Châu Na lái xe đến đón anh, trực tiếp đến hội sở của Phùng Thiên Minh. Châu Na hỏi Lý Dục Thần, lần này cậu công khai đấu với Vương Tông Sinh, định làm nên danh tiếng à? Lý Dục Thần cười nhạt, đánh bại một Vương Tông Sinh thì đã làm lên danh tiếng rồi hả? Châu Na cười nói, cứ làm như cậu có thể thắng được vậy. Vương Tông Sinh là trưởng môn nhân của Thái Cực Nam phái đấy, nhìn khắp giới võ thuật toàn quốc, cũng được xếp vào hàng nhân vật lớn. Người ta vốn không muốn đánh với cậu. Không đánh với tôi, làm sao ông ta ra mặt thay đồ đệ của ông ta? Trong số đồ đệ của Vương Tông Sinh, Hồng Thiên Thành chỉ có thể coi là tư chất bình thường. Vương Tông Sinh còn có mấy đồ đệ rất lợi hại, trong đó có một người, nghe nói còn giỏi hơn cả thầy. Cậu lại không có danh tiếng gì, ông ta gọi đồ đệ đến dạy bảo cậu, cũng coi là cho cậu thể diện rồi. Thế tại sao ông ta lại đồng ý đánh với tôi? Có lẽ là đã xem video cậu đánh với Hồng Thiên Thành, hôm đó lúc hai người đánh nhau, camera giám sát của quán ba tôi còn đang mở. Chú Minh nói, lúc Vương Tông Sinh xem được rất kinh ngạc, còn nói một câu, lại là cậu ta. Lý Dục Thần cười, Vương Tông Sinh kinh ngạc, có lẽ là vì đã nhận ra anh. Bọn họ từng gặp mặt ở quán cơm thân dân, chỉ là lúc đó Vương Tông Sinh không coi một nhân viên phục vụ như anh ra gì. Có lẽ gã tập trung chú ý đến chị Mai, và cả ông chủ Vương nhìn chằm chằm như hổ đói và sư phụ Vinh. Đến hội sở của Phùng Thiên Minh. Phùng Thiên Minh nói với Lý Dục Thần, Vương Tông Sinh không đề ra yêu cầu gì về quy tắc, cho nên bất luận quy tắc đấu hay là những việc bên ngoài, đều có thể do bọn họ bàn bạc quyết định. Lý Dục Thần cảm thán, Vương trưởng môn này vẫn không coi anh ra gì. Có lẽ đồng ý đấu võ với anh, đã là cho anh thể diện rồi. Thực ra quy tắc không có gì đáng nói, đến đẳng cấp như của Vương Tông Sinh, thắng hay thua, đều không thể nào giở trò. Còn những việc bên ngoài, đương nhiên là chỉ cá cược. Vương Tông Sinh đã không phản đối, cho thấy ông ta ngầm cho phép. Nhưng, Vương trưởng môn đề ra một yêu cầu kỳ lạ, Phùng Thiên Minh nói. Cái gì? Ông ta nói, nếu cậu thua, bảo bạn của cậu trả đồ về chỗ cũ. Phùng Thiên Minh hơi nghi hoặc nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần mỉm cười. Anh biết Vương Tông Sinh nói đến việc gì? Đương nhiên, anh cũng không biết rõ, rốt cuộc chị Mai đã lấy thứ gì của người nào. Hôm đó bọn họ nói chuyện, hình như chị Mai còn bảo Liễu Kim Sinh nhận trách nhiệm. Ông nói với Vương trưởng môn, chuyện của bạn tôi không thể quyết định được, nhưng nếu tôi thua, tôi có thể cố hết sức khuyên nhủ, Lý Dục Thần nói. Phùng Thiên Minh rất hiếu kỳ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Lý Dục Thần không nói, Vương Tông Sinh cũng không nói, ông ta cũng không tiện hỏi. Sau đó, nói đến chuyện cá cược. Lý Dục Thần không có danh tiếng, nếu công khai thông tin của hai người như vậy, đúng là gây trò cười, cá cược chắn chắn nghiêng về một bên. Muốn duy trì sự cân bằng của ván cược, thì phải điều chỉnh tỷ lệ bồi thường. Điều chỉnh tỷ lệ bồi thường của Vương Tông Sinh xuống thấp, như vậy có thể mất đi sức hấp dẫn. Phùng Thiên Minh định tạm thời không công khai thông tin của Lý Dục Thần,
tuyên truyền anh thành một nhân vật thần bí. Nhưng vẫn phải có thân phận mơ hồ, thân phận này cũng không thể làm giả, nếu không, có thể coi là nhà cái gian lận. Thân phận này, vẫn nên để Lý Dục Thần tự quyết định. Lý Dục Thần nói, vậy ông nói, là cậu Lý đến từ thủ đô, khiêu chiến với Vương Trưởng Môn là được. Cậu Lý ở thủ đô, Phùng Thiên Minh vỗ đùi, hay đấy. Vương Trưởng Môn là Thái Cực Nam Phái, thủ đô ở phía Bắc, coi như Bắc Phái, như vậy đã có ý Nam Bắc đối đầu. Thủ đô không có hào môn họ Lý, cho nên cái danh cậu Lý rất thần bí. Nhưng công bố thân phận thực sự của cậu ra ngoài, phát hiện cậu không phải đến từ thủ đô thì. Phùng Thiên Minh không khỏi lo lắng nói, có hiểm nghi làm giả, sẽ gây danh tiếng rất xấu trong giới các cực này. Không sao, đúng là tôi đến từ thủ đô, nếu là giả thì bồi thường, Lý Dục Thần nói, vừa hay mượn cơ hội này, tuyên truyền thân phận của tôi ra ngoài, sau này, tôi sẽ hành tẩu giang hồ bằng thân phận cậu Lý ở thủ đô. Phùng Thiên Minh ngẩn người, nói, được, vậy thì được. Chuyện đấu võ đã được quyết định, thời gian là 2 ngày sau, địa điểm là cung thể thao thành phố. Phùng Thiên Minh đã bao cả cung thể thao. Khán giả thì áp dụng chế độ khách mời, không bán vé, không lên truyền hình. Quy tắc cuộc đấu là đấu tự do không hạn chế, thực ra tương đương gần như với đấu quyền thế giới ngầm. Đương nhiên, giữa cao thủ, cũng có thể chạm đến giới hạn sẽ dừng lại ngay lập tức. Cái gọi là chuyên gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Bàn bạc xong, Phùng Thiên Minh không quên hỏi một cậu, cậu Lý, cậu có muốn đặt cược không? Lý Dục Thần hiểu, Phùng Thiên Minh đang thăm dò, xem anh có lòng tin bao nhiêu với trận đấu này. Anh cười lớn ha ha, nói chú Minh, ông và chị Na rất tốt với tôi không ngại nói thẳng, ông làm nhà cái, thì cứ thiết kế bàn cược theo kết quả tôi thắng, không cần để lại đường lui. Phùng Thiên Minh ngẩn người tại chỗ, sự thẳng thắn của Lý Dục Thần khiến ông ta nhất thời không biết đáp lại thế nào. Ông ta không nghĩ được, cậu thanh niên trước mặt lấy tự tin ở đâu ra. Đó là tông sư của Thái Cực Nam Phái đấy. Chú Minh, hỏi thăm ông một người, 20 năm trước, có một bác sĩ tên là Hồ Vân Thiên, ông có nghe nói đến không? Hả, Phùng Thiên Minh còn đang nghĩ chuyện đấu võ và mở cược, có chút không kịp trở tay với việc đổi chủ đề, Hồ Vân Thiên. Đó chẳng phải là gia chủ cũ của nhà họ Hồ sao? Gia chủ nhà họ Hồ, Lý Dục Thần thấy kỳ lạ hỏi, thành phố Hòa còn có một gia tộc lớn họ Hồ ư? Không phải thành phố Hòa, là Tiền Đường, Phùng Thiên Minh nói, nhà họ Hồ ở Tiền Đường, tuy không được liệt vào 10 gia tộc lớn, nhưng danh tiếng rất lớn. Nhà họ Hồ nhiều đời hành nghề y, Đồng Khánh Đường Tiền Đường là của nhà bọn họ, đó là thương hiệu lâu năm đứng đầu giới trung y, sánh ngang với Bách Thảo Đường của thủ đô. Hồ Vân Thiên mà cậu nói, chính là gia chủ đời trước của nhà họ Hồ, cũng là thần y nổi tiếng tỉnh Nam Giang, được gọi là Thánh Thủ Giang Nam. Lý Dục Thần cảm thấy hơi kỳ lạ. Gia chủ đời trước của nhà họ Hồ, sao lại sống ở thành phố Hòa? Theo như con nhím nói, anh ta sống ở thành phố Hòa không phải 1-2 ngày, ít nhất cũng phải mấy năm. Hồ Vân Thiên có từng sống ở thành phố Hòa không? Việc này tôi không rõ, Phùng Thiên Minh nói, nghe nói hơn 20 năm trước, Đại hội Hạnh Lâm Nam Bắc, Hồ Vân Thiên đại diện cho phía Nam, đấu một trận với Bạch Cảnh Thiên danh y ở thủ đô, cũng được gọi là thánh thủ, cuối cùng thất bại, sau đó anh ta ngầm lui về, nhường ra cả vị trí gia chủ. Xem ra ngay cả Phùng Thiên Minh cũng không biết Hồ Vân Thiên sống ở thành phố Hòa. Nhưng nhất định có người biết, nếu không, con nhím cũng không nói thường xuyên có người mời Hồ Vân Thiên đi khám bệnh. Trước khi xảy ra chuyện, còn đến thủ đô một chuyến, mới dẫn đến thù hận. Chẳng lẽ người giết Hồ Vân Thiên là người của nhà họ Bạch ở thủ đô? Nhưng Đại hội Hạnh Lâm Nam Bắc, rõ ràng nhà họ Bạch đã thắng, tại sao còn phải giết ông ta? Cậu Lý, sao đột nhiên cậu lại hỏi đến Hồ Vân Thiên, Phùng Thiên Minh hỏi. Ồ, không có gì, Lý Dục Thần nói, tôi chỉ ngẫu nhiên nghe nói đến người này, tiện miệng hỏi thôi. Đúng rồi, chú Minh, đạo trưởng Trương của Thiên Tinh Quan có lai lịch thế nào, ông biết rõ không? Ông ta đến từ Long Hồ Sơn, thành phố Hòa, cụ thể lai lịch thế nào, tôi cũng không biết, tóm lại đạo hành thâm sâu, ở thành phố Hòa, tất cả những người có máu mặt, bất kể gia tộc, doanh nghiệp hay nhà nước, không ai không qua lại thân thiết với ông ta. Phùng Thiên Minh nghĩ đến lời cảnh cáo của Trương Đạo Viễn với ông ta hôm đó, nói Lý Dục Thần là tên lừa đảo. Còn tác hợp chuyện đấu võ giữa Lý Dục Thần và Vương Tông Sinh. Làm nhà cái thiết kế bàn cược theo kết quả anh thắng.
chắc cũng không phải trò lừa đảo chứ. Phùng Thiên Minh quyết định, đến Thiên Tinh Quan một chuyến, hỏi đạo trưởng Trương. Biệt thự Lâm Giang. Lâm Thiếu Hằng chống gậy, đi từng bước ngắn trong sân. Anh ta càng đi càng nhanh, càng đi càng hưng phấn, đột nhiên ném cây gậy xuống đất, cười lên ha hả. Ha ha ha, Thiếu Bình, em quá lợi hại. Anh còn tưởng cả đời anh phải ngồi trên chiếc xe lăn đó rồi chứ, không ngờ chỉ mới có vài ngày mà em đã giúp anh hồi phục rồi. Đây đúng là tiên thuật mà. Lâm Lai Phong bên cạnh cũng mừng rỡ, Thiếu Bình, không ngờ mấy năm nay con ở Đông Doanh lại học được y thuật đáng gờm như thế. Lâm Thiếu Bình đứng bên cạnh mỉm cười nói, bố, anh cả, thứ con dùng không phải là y thuật, mà là nhẫn thuật của Đông Doanh. Con ở Đông Doanh đã bái đại sư Itazura Kazuyoshi để học tập nhẫn thuật. Không phải con nói quá, so với nhẫn thuật của con thì y thuật của Hoa Hạ chẳng là cái thá gì. Chân của anh cả, nếu dùng y thuật bình thường để chữa trị, thì dù có thể chữa được cũng phải mất dăm 3 tháng. Thì ra là thế, Lâm Thiếu Hằng hưng phấn nói, Thiếu Bình, em dạy cho anh cả nhẫn thuật đi. Lâm Thiếu Bình cười nói, anh cả, nhẫn thuật là thứ không phải ai cũng có thể học được. Thiên Nhẫn Tông xem trọng nhất là tư chất, cộng thêm những nỗi khổ mà người thường không thể gánh chịu nổi. Sư phụ em nói em có tài năng thiên bẩm rất cao, trăm năm khó gặp nên ông ấy gần như quy ẩn rồi vẫn ngoại lệ nhận em làm đồ đệ. Dù thế thì những nỗi khổ em phải chịu không phải là thứ con người ta tưởng tượng ra nổi. Nếu không, em đã không thể đột phá lên cảnh giới thượng nhẫn trong vòng vài năm ngắn ngủi như vậy. Cảnh giới thượng nhẫn là gì thế? Lâm Thiếu Hằng hỏi. Thượng nhẫn, nếu so sánh với võ học thì chắc là cỡ hóa kình. Lâm Thiếu Hằng không biết hóa kình là gì. Nhưng Lâm Lai Phong lại biết, Dương Tử Hoa vệ sĩ của ông ta chính là cao thủ ám kình. Thiếu Bình, con phải cẩn thận một chút, Lý Dục Thần không phải hạng soàng xính gì, chú Hoa của con cũng không thể đánh lại nó. Lâm Thiếu Bình khinh thường nói, chú Hoa của con không phải là người thuộc võ đạo chính tông, chỉ dựa vào khả năng học hỏi và chút căn cơ sẵn có để chạm đến cánh cửa ám kình. Lý Dục Thần kia cũng chỉ hơn 20, còn nhỏ hơn con vài tuổi, cao lắm cũng chỉ là ám kình đỉnh phong. Sao mà đủ sức làm đối thủ của con? Lâm Lai Phong nhìn con trai mình, lòng hết sức mãn nguyện, cười nói, Thiếu Bình, có đứa con trai như con, là niềm kiêu hãnh của bố. Lần này con trở về, nhà chúng ta chắc chắn có thể sớm vực dậy chỉ trong vài năm. Lâm Thiếu Bình cười lạnh nói, bố à, bố thật sự đã già rồi. Cần gì đến 2 năm, đêm nay con có thể lấy lại hết tất cả những thứ mà chúng ta đã mất. Lâm Lai Phong lắp bắp kinh hãi, Thiếu Bình. Con định làm gì? Đến Sơn Trang Bắc Khê, ánh mắt Lâm Thiếu Bình lộ chút sát khí âm u, con muốn khiến cho nhà họ Lâm gà bay chó sủa. Thiếu Bình, ông hai Lâm Thiền Minh cũng là một cao thủ, Lâm Lai Phong buộc phải lo lắng nói, hơn nữa, để đối đầu với Bạch Hổ Đường nhà họ Triệu, ông ta đã bí mật tạo ra một đội hộ vệ. Con không thể lơ là được. Ông ta ấy hả? Lâm Thiếu Bình cười ha hả, một lão già vô dụng chỉ mới tới ám kình đỉnh phong. Còn từng bị thương nữa thì có thể tạo ra được đổi ngũ gì ra hồn. Con nghe nói Lý Dục Thần đến nhà họ Triệu một chuyến, có thể diệt sạch Bạch Hổ Đường. Hôm nay cũng đúng lúc cho con luyện tập một phen. Dứt lời, cơ thể bỗng hạ thấp xuống. Người nhanh chóng biến mất trong sân. Lâm Lai Phong và Lâm Thiếu Hằng nhìn thấy và trợn mắt há hốc mồm. Mảnh sân to như vậy, không có chỗ nào để ẩn nấp, sao có thể biến mất ngay như vậy được. Nhẫn thuật Đông Doanh. Quả nhiên rất thần kỳ, Lâm Lai Phong cảm thán, Thiếu Hằng, chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta sẽ quay về Sơn Trang Bắc Khê. Sơn Trang Bắc Khê, bảo vệ ngoài cổng nằm ngang nằm dọc. Bên trong cổng, một đám bảo vệ tay cầm gậy vừa lùi vào trong vừa nói với bộ đàm. Trước mặt bọn họ, một thanh niên hơn 20 tuổi, gương mặt âm u lạnh lẽo đang chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới chỗ bọn họ. Chỉ cần có bảo vệ nào lớn gan dám tới gần thì sẽ nhanh chóng nằm xuống đất. Không có ai thấy rõ người đó đã ra tay thế nào. Nhưng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, trước đây chưa từng thấy. Bảo vệ nằm dưới đất nhẹ thì bị đánh gãy chân, còn tệ nhất là bị vặn gãy cổ. Cứ thế một đường đi tới, không ai có thể ngăn cản được bước chân của người đó. Lâm Thiếu Bình, mặt Lâm Thiền Minh phủ đầy sương lạnh, xuất hiện sau lưng bảo vệ. Sau lưng ông ấy còn có một người mặc quần áo tập luyện màu trắng. Cậu thật to gan, dám đến Sơn Trang Bắc Khê này dương oai diễu võ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thiếu Bình nhìn Lâm Thiền Minh,
cười lạnh nói, Lâm Thiền Minh, bảo Lâm Thượng Nghĩa ra đây, quỳ xuống dập đầu nhận sai, ngoan ngoãn đón bố cùng với anh trai tôi về Sơn Trang Bắc Khê, giao sản nghiệp nhà họ Lâm cho họ quản lý, rồi tôi sẽ tạm tha cho cái mạng già của ông ta. Lâm Thiên Minh tức giận nói, Lâm Thiếu Bình, ông cụ đối xử với cậu không tệ, từ nhỏ ông ấy đã bồi dưỡng cậu, cho cậu ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Dù đang bệnh nặng, sinh mệnh bị đe dọa cũng luôn miệng nhắc tới tên cậu, có thể nói là ân nặng hơn núi, sao cậu có thể đối xử với ông ấy như thế? Cậu có còn là người nữa không? Hay là ở với lũ súc sinh đông doanh kia lâu quá nên chút nhân tính kia cũng mất đi rồi? Hừ, nếu không nhớ tới ân tình ngày xưa thì tôi có ở đây lắm lời với ông không? Lâm Thiếu Bình lạnh lùng nói, ông ấy chỉ cần xin lỗi, đón bố và anh trai tôi về, cho bố tôi trở thành gia chủ nhà họ Lâm thì tôi sẽ không làm khó xử ông ấy. Mơ tưởng, Lâm Thiền Minh nói, bọn họ tự gieo gió thì gặt bão thôi, ông chủ chỉ đuổi họ khỏi nhà họ Lâm thôi cũng đã nhắm một mắt mở một mắt rồi. Nếu vẫn không chịu hối cải thì đừng trách nhà họ Lâm vô tình. Lâm Thiếu Bình nói, một khi đã như vậy thì các người đừng trách tôi vô tình. Dứt lời, cơ thể khẽ nhúc nhích, sau đó biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một bộ quần áo bay bay giữa không trung. Nhẫn thuật, Lâm Thiền Minh giật mình, mau, bày trận. Một đám người áo trắng sau lưng ông ấy nhanh chóng tản ra. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp bày trận thì Lâm Thiếu Bình đã xuất hiện lại trong đám người. Nghe thấy vài tiếng lách cách, bóng trắng bay bay, trong nháy mắt có vài người áo trắng bị Lâm Thiếu Bình đánh ngã. Té xuống đất, có người bị vặn gãy cổ, còn lại cũng bị thương nặng, có cứu về cũng chỉ là kẻ tàn phế. Lâm Thiền Minh vừa đau lòng vừa tức giận. Thủ đoạn thật độc ác, đúng là nuôi một con sói trong nhà. Lâm Thiền Minh tung người nhảy lên, vừa ra tay đã là sát chiêu. Đã rất nhiều năm rồi ông ấy không ra tay như vậy. Thế nhưng, nắm đấm của ông ấy vừa vụt tới thì Lâm Thiếu Bình cũng đã biến mất không thấy. Lâm Thiền Minh biết không ổn rồi. Nhẫn giả am hiểu nhất chính là đánh lén. Ông ấy quay lại phía sau, chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng, ông ấy vừa mới quay người lại thì đã nghe thấy sau lưng có tiếng gió đánh úp tới. Lâm Thiếu Bình thì vẫn còn đứng nguyên đó. May mắn Lâm Thiền Minh đã trải qua rất nhiều trận chiến, kinh nghiệm phong phú nên mạnh mẽ nghiêng người, tránh điểm yếu hại, di chuyển sang bên cạnh. Dù thế thì ông ấy vẫn không thể tránh được đòn tấn công của Lâm Thiếu Bình. Một chưởng như thép của Lâm Thiếu Bình rơi trên cánh tay trái của Lâm Thiền Minh. Răng rắc một tiếng. Xương cánh tay của Lâm Thiền Minh răng rắc gãy lìa. Ánh mắt Lâm Thiếu Bình lộ ra vẻ hưng phấn, thừa thắng xông lên. Một cước đá gãy chân Lâm Thiền Minh. Lâm Thiền Minh ngã quỵ xuống đất. Lâm Thiếu Bình muốn đi tới thêm một đòn, chuẩn bị kết liễu Lâm Thiền Minh. Đúng lúc này, cậu ta nghe thấy sau lưng có người nói. Dừng tay. Lâm Thiếu Bình dừng lại, bởi vì cậu ta nhận ra giọng của người vừa mới lên tiếng chính là ông cụ nhà họ Lâm, Lâm Thượng Nghĩa. Lâm Thượng Nghĩa nhìn người chết đầy đất, lòng đau không thể tả. Thiếu Bình, ông không ngờ. Không thể ngờ được cháu lại đối xử với nhà họ Lâm như thế. Cả tôi cũng không ngờ ông lại đối xử với bố và anh tôi như thế, Lâm Thiếu Bình mỉa mai đáp. Lâm Thượng Nghĩa thở dài, bọn họ sống bất nhân bất nghĩa, gieo gió gặt bão thôi. Bỏ đi, chắc có nói cháu cũng không lọt tai, cháu muốn thế nào mới chịu tha cho nhà họ Lâm. Lâm Thiếu Bình nói, lúc nãy tôi cũng có nói rồi, chỉ cần ông quỳ xuống dập đầu, sau đó mời bố và anh tôi trở về. Công khai tuyên bố cho bố tôi trở thành gia chủ nhà họ Lâm thì tôi sẽ tha cho ông, cũng tha cho nhà họ Lâm. Cả người Lâm Thượng Nghĩa run run, tức giận không thể kiềm chế được chỉ vào Lâm Thiếu Bình nói, cháu, cháu. Đột nhiên ông cụ phun ra một ngụm máu tươi. Bố, bố, ông nội. Người nhà họ Lâm lần lượt đi tới, phía trước chính là một nhà Lâm Thu Thanh, trong đó có cả Nghiêm Tuệ Mẫn, Lâm Vân và Lâm Mộng Đình. Ha ha. Đến đây hết rồi hả, tốt, tôi cũng đỡ phiền, Lâm Thiếu Bình cười lạnh nói. Lâm Thiếu Bình, con chó vong ơn phụ nghĩa này, Nghiêm Tuệ Mẫn mắng to, ông cụ đối xử với mày tốt như vậy, sao mày có thể nói ra những lời như thế? Bốp, không một dấu hiệu nào, Lâm Thiếu Bình cách đó mấy mét bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bà ta, một cái tát đánh tới. Nghiêm Tuệ Mẫn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, mặt đầy máu tươi. Mày dám đánh mẹ tao? Lâm Vân vọt lên, chuẩn bị liều mạng với Lâm Thiếu Bình. Lâm Vân từng luyện võ, được Lâm Minh Thiền dạy dỗ, đã có chút căn cơ nhất định,
cả Lý Dục Thần cũng nói là cậu ta có năng khiếu luyện võ. Nhưng đối mặt với Lâm Thiếu Bình, Lâm Vân còn chẳng có cơ hội ra tay. Cậu ta vừa mới xông lên đã bị Lâm Thiếu Bình bóp cổ. Lâm Vân cảm thấy khó thở, nhưng không có chút sức nào để vùng vẫy. Mấy món võ mèo quào của mày ấy hả, sao không tìm đống đậu hủ đập đầu chết đi cho xong, Lâm Thiếu Bình cười nhạo nói, thế này nhé, mày nói câu Lâm Thượng Nghĩa và Lâm Thu Thanh là loại khốn kiếp đi, rồi tao tha cho mày. Không bao giờ, Lâm Vân kiên cường nói. Lâm Thiếu Bình, thả Lâm Vân xuống ngay, cậu muốn cái gì thì chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc, Lâm Thu Thanh nói. Bàn bạc, Lâm Thiếu Bình cười ha hả, mạng sống của tất cả các người đều nằm trong tay tôi. Ông lấy tư cách gì để bàn bạc với tôi? Lâm Thu Thanh tức không sao tả được, lại không biết phải làm thế nào. Mặt Lâm Vân tím tái, ánh mắt cũng trợn trắng nhưng cậu ta vẫn không chịu thua. Lâm, Thiếu Bình, mày, đừng ngông cuồng quá, tao, anh rể tao sẽ giải quyết, mày. Lâm Thiếu Bình thoảng sửng sốt, bỗng nhiên cười to. Ha ha ha, anh rể, ha ha ha, sao tao lại quên mất nhân vật này thế nhỉ? Sát ý trong mắt Lâm Thiếu Bình trở nên dày đặc hơn. Lý Dục Thần. Cậu ta buông tay, Lâm Vân từ trên không trung ngã xuống mặt đất. Tiếng ho khan vang lên liên tục. Bản thân tao cũng muốn xem, thằng anh rể đó sẽ cứu mày thế nào. Lâm Thiếu Bình giữ lấy vai Lâm Vân. Răng rắc hai tiếng. Bả vai đã bị bóp nát. Lâm Vân chịu đau hét to. Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn hoảng hốt, đánh tới. Vân ơi! Lâm Thiếu Bình, tên điên này, Lâm Mộng Đình nói, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Mặt Lâm Thiếu Bình trở nên vặn vẹo, nói, Lý Dục Thần đối xử với anh trai tao như thế nào thì bây giờ tao sẽ trả cho chúng mày gấp 10. Dứt lời, cậu ta lại giơ tay bóp nát xương đùi Lâm Vân. Lại điểm thêm mười mấy chỗ trên người Lâm Vân, đánh gãy toàn bộ xương sườn của Lâm Vân. Ha ha, phân thân thác cốt của Thiên Nhẫn Tông thì dù có là thần tiên tới đây cũng không thể cứu chữa được. Lâm Vân, đời này mày đừng mong đứng dậy nữa. Nhớ kỹ, tất cả đều do thằng anh rể kia của mày ban tặng. Giây sau đó, Lâm Thiếu Bình lại tung hai cú đá, đá ngất Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn. Sau đó lại tới trước mặt Lâm Thượng Nghĩa, cười lạnh nói, bây giờ đến phiên ông, lão già. Lâm Thượng Nghĩa lạnh lùng nhìn Lâm Thiếu Bình. Trong lòng ông ta không hề sợ hãi, sống đến từng này tuổi rồi, sống chết với ông ta mà nói chẳng là gì cả. Nhưng trong lòng ông ta lại đầy bi ai. Sống cả đời người, vào Nam ra Bắc, nếm mật nằm gai, ăn không biết bao nhiêu đau khổ, cuối cùng mới gầy dựng được nhà họ Lâm như bây giờ. Ông ta nghĩ đời này cũng không còn tiếc nuối gì nữa, dù có chết cũng có thể ngước mặt lên nhìn ổng bà tổ tiên. Không ngờ được rằng, cuối cùng lại chết trong tay con cháu nhà họ Lâm. Mà người đó còn là đứa trẻ ông ta xem trọng vô cùng. Là người nối nghiệp tương lai mà ông ta dồn hết mọi nguồn lực trong gia tộc để bồi dưỡng. Lâm Thượng Nghĩa hận. Bản thân ông ta chết cũng không sao, nhưng cả nhà họ Lâm cũng bị hủy trong tay đứa cháu bất hiếu này. Lâm Thiếu Bình, thằng xúc sinh, dù có thành ma tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Tổ tổng nhà họ Lâm cũng sẽ không bỏ qua cho mày, chính mày sẽ gặp phải báo ứng. Chờ tới lúc ông làm ma rồi tính tiếp. Lâm Thiếu Bình thản nhiên nói. Bình tĩnh như đang nhìn một người chết. Lâm Thiếu Bình, cậu không nên đụng đến ông nội tôi, Lý Dục Thần là chồng chưa cưới của tôi, có vấn đề gì cậu cứ tìm tôi đây này, Lý Mộng Đình nói. Lâm Thiếu Bình quay đầu lại, nhìn Lâm Mộng Đình cười nói, đúng vậy, cô nói rất đúng, thế nên tôi mới giữ cô lại đến cuối cùng, chờ Lý Dục Thần đến, tôi sẽ phế thằng khốn đó trước mặt cô, sau đó lại làm nhục cô trước mặt nó, để các người sống không bằng chết. Cậu! Lâm Mộng Đình không ngờ Lâm Thiếu Bình lại biến thái và vô tình vô nghĩa như thế. Lâm Thiếu Bình nhìn về phía Lâm Thượng Nghĩa nói, lão già, nể tình trước kia ông đối xử với tôi không tệ nên tôi giữ lại cho ông một mạng, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, cả mạng của con trai và con dâu của ông nữa. Tôi vẫn nói câu đó, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, cho bố tôi làm gia chủ. Nếu không, tất cả đều phải chết. Dứt lời, bèn xoay người chạm hai điểm trên người Lâm Mộng Đình. Điểm huyệt cô. Lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng Lâm Mộng Đình. Lão già kia, nói với Lý Dục Thần, bảo nó tới tìm tôi. Nó chỉ có 24 tiếng, sau 24 tiếng đó thì thuốc sẽ có tác dụng, e là đầu của nó sẽ bị cắm cái sừng rất to. Còn lão già nhà ông thì sẽ có rất nhiều cháu trai cháu gái,
nói không chừng còn có cả cháu chó, ha ha ha. Lâm Thiếu Bình giữ lấy vai Lâm Mộng Đình, cơ thể chợt lóe, biến mất. Trong không khí chỉ còn một làn khói mờ, cùng với tiếng cười chua ngoa của cậu ta. Quán cơm thân dân. Trời còn sớm nên chưa có khách nào đến cửa. Bà chủ ngồi chỗ bàn gần cửa, một tay chống cằm, nhíu mày, nhìn ra dòng người đông đúc nhộn nhịp bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì. Mà trên cái bàn trước mặt là tấm thiệp mời màu đỏ tươi. Cậu Lý ở thủ đô, chị Mai khẽ hé môi, nhẹ nhàng đọc. Đằng sau quầy, mặt ông chủ Vương đầy tươi cười, nhìn bóng lưng chị Mai, dáng vẻ lại đong đầy tình cảm. Và sư phụ Vinh thì cầm cái muôi, tựa người vào cửa phòng bếp, trong chốc lát lại yêu thương nhìn chị Mai một cái, ánh mắt đầy định ý nhìn về phía ông chủ Vương. Hai người, không ai can thiệp vào ai. Hai người nói xem, cậu Lý ở thủ đô này sẽ là ai, chị Mai đột nhiên hỏi. Còn ai được nữa, sư phụ Vinh nói, nhà họ Lý ở thủ đô vốn không còn ai thì sao lấy đâu ra cậu Lý. Chị Mai nói, các người không biết là, cậu Lý đó khiêu chiến Vương Tông Sinh vào lúc này có chút kỳ quái ư. Có thể liên quan đến chúng ta hay không nhỉ? Ông chủ Vương cười hì hì nói, có cái gì để liên quan đâu. Liên quan đến chúng ta thì không có cậu Lý nào, nhóc Lý thì lại có một đứa. Nói tới đó, ba người bỗng nhiên sửng sốt. Nhóc Lý. Sư phụ Vinh lắc đầu liên tục, không thể nào, không thể nào, tôi thừa nhận là trước đó chúng ta có xem thường nó hay dở trò, cũng rất giỏi những trò bịp bợm. Thế nhưng luận võ với Vương Tông Sinh Á, đó là trưởng môn của Nam Thái Cực, nó phải đánh như thế nào? Lấy cái gì để đánh? Ông chủ Vương cũng nói, đúng vậy, đánh nhau không phải là bài bạc có thể chơi bẩn nhưng đánh nhau thì không. Tiểu Lý và Vương Tông Sinh luận võ. Không phải là Tiểu Lý điên rồi thì là Vương Tông Sinh điên rồi. Sư phụ Vinh nói, tôi thấy cả hai đều điên rồi. Chị Mai cũng biết điều đó là không thể, tự giễu cười, lắc đầu nói, quên đi, có thể là do tôi suy nghĩ nhiều quá. Ông chủ Vương nói, đừng đoán nữa, gọi thằng bé tới hỏi là biết thôi ấy mà. Chị Mai mượn điện thoại, bấm số của Lý Dục Thần. Nhưng điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng tút tút. Bấy giờ... Lý Dục Thần vừa mới nhận được điện thoại của Lâm Thượng Nghĩa. Một tiếng phanh chói tai, chiếc Porsche màu đỏ ma sát với mặt đường, tạo nên vết đen thật dài, dừng lại trước cửa Sơn Trang Bắc Khê. Lý Dục Thần từ trên xe bước xuống, thấy mây đen bên trong còn dày đặc hơn cả trước kia. Đi vào Sơn Trang, thấy bảo vệ bị thương nằm đầy đất, Lý Dục Thần không khỏi nhíu mày. Ông cụ Lâm Thượng Nghĩa vẫn không nhúc nhích, như một cành mai khô khốc, kiên cường đứng ở đó. Xung quanh ông ta, đều là người nằm la liệt trên đất, có người chết và cũng có người bị thương. Dù nhà họ Lâm đã không còn lành lặn hoàn hảo nữa, ông ta cũng không chịu ngã xuống. Lý Dục Thần nhanh chóng điểm huyệt cho những người bị thương, để phòng vết thương chuyển biến xấu. Cánh tay và xương đùi của Lâm Thiền Minh đã gãy, nội tạng cũng đã tổn thương, nhưng cũng may, công lực của ông ấy mạnh mẽ nên cũng không nguy hại đến tính mạng. Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn đang ngất xỉu. Nhưng bị thương không nặng, lúc này cũng đã tỉnh lại. Chỉ có Lâm Vân nằm trên đất hấp hối. Khi Lý Dục Thần kiểm tra vết thương của Lâm Vân thì cơn tức bùng lên trong lòng anh. Trên người Lâm Vân, ngoài đầu ra thì hầu như xương cốt đều bị bóp nát bằng một phương pháp đặc biệt. Phân thân thác cốt, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, khiến con người ta giận sôi. Ông nội Lâm, rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này? Lâm Thượng Nghĩa mở đôi môi khô khốc. Trong cổ họng chỉ vang lên vài âm tiết nhỏ, cuối cùng vẫn không nói được gì. Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Sau khi nói chuyện điện thoại với Lý Dục Thần xong, ông ta đã không còn chút sức lực nào nữa. Ngoài việc kiên cường đứng đó, ông ta chẳng thể làm thêm được gì nữa. Lý Dục Thần lấy ra một viên dưỡng khí hoàn, nhét vào miệng Lâm Thượng Nghĩa, sau đó vỗ ngực ông ta. Lâm Thượng Nghĩa ho khan một tiếng, ngụm máu tươi ứ trong cổ họng phun ra ngoài. Mới lấy lại chút hơi sức. Lý Dục Thần đỡ ông ta sang chiếc ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Dục Thần. Cuối cùng Lâm Thượng Nghĩa đã có thể nói chuyện. Ông ta tóm tắt những chuyện mà Lâm Thiếu Bình đã làm lại kể một lượt. Mau, mau đi cứu Mộng Đình. Lý Dục Thần ngẩng đầu nhìn đám mây tối đen như mực trên bầu trời kia. Mây đen che đỉnh. Thì ra kiếp nạn thật sự chính là ngày hôm nay. Thì ra vấn đề của nhà họ Lâm nằm ở đứa cháu đi du học ở Đông Doanh, thảo nào anh không phát hiện được gì ở Lâm Lai Phong.
Ông cụ vẫn còn nhân từ với một nhà này lắm. Tên đó đang ở đâu? Lâm Thượng Nghĩa lắc đầu, ông không biết, nó không nói. Đúng là một kẻ âm hiểm. Cố tình cho Lý Mộng Đình nuốt loại thuốc sẽ phát tác trong vòng 24 giờ, lại bảo Lý Dục Thần đi tìm, không nói cho biết bản thân đang ở đâu. Đây là cố ý trả thù, muốn cho tâm lý của anh phải chịu tra tấn. Đáng tiếc, kẻ cậu ta gặp được là Lý Dục Thần. Dù là nhẫn thuật của Đông Doanh thì cũng không thể lừa được pháp nhãn của nhà trời. Một ngọn lửa giận không tên bùng lên trong lồng ngực Lý Dục Thần. Anh bấm tay thành quyết, điểm vài cái trên không trung, miệng lẩm bẩm, pháp lệnh thiên đô, hiện. Không khí bỗng dao động, lờ mờ xuất hiện một hình người, đó chính là Lâm Thiếu Bình đã sớm dùng nhẫn thuật chạy đi. Hư ảnh chợt lóe, sau đó biến mất, 15 phút sau, không khí cách đó hơn 10 mét bỗng dao động, hư ảnh của Lâm Thiếu Bình lại xuất hiện. Nhẫn thuật ẩn nấp của Đông Doanh có ghê gớm thật nhưng cũng có một sơ hở rất lớn, đó chính là nơi họ ẩn nấp đã phá hủy sự cân bằng của không gian nên vẫn để lại dấu vết. Nhẫn thuật càng mạnh thì dấu vết để lại càng ít, thời gian tồn tại cũng ngắn. Lý Dục Thần nhìn thấy phương hướng Lâm Thiếu Bình chạy đi, dặn dò, trừ Lâm Vân, những người khác phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Dứt lời, ngón tay biến thành kiếm quyết, bắn ra một luồng cương khí. Vạn Tiên Vô Cực, tìm. Luồng cương khí đó nhanh chóng bắn đi, theo sát ảo ảnh Lâm Thiếu Bình để lại. Biệt Việt Lâm Giang. Lâm Mộng Đình nằm nghiêng người trên sofa. Cô bị điểm huyệt, có muốn nhúc nhích cũng không được. Ba cha con nhà họ Lâm ngồi đối diện cô. Lâm Thiếu Hằng nhìn dáng người lung linh của Lâm Mộng Đình thì ánh mắt như bốc lửa. Thiếu Bình, em giỏi thật đấy. Anh muốn leo lên người bọn này lâu rồi, ở đây mấy ngày qua, anh còn chẳng thể chạm được phụ nữ. Anh dùng con bé này để thỏa mãn một chút vậy. Nói xong bèn ôm lấy Lâm Mộng Đình. Lâm Lai Phong nhíu mày nói, Thiếu Hằng, nói thế nào nó cũng là em họ của con. Lâm Thiếu Hằng nói, bố, tới giờ mà bố còn nhớ cái tình thân đấy hả, khi chúng nó đuổi mình ra khỏi nhà cũng có nghĩ tới chút tình cảm đó đâu. Lâm Lai Phong không nói nữa. Chỉ là ông ta không thể chấp nhận được sự loạn luân đó, nhưng cũng không ngại trả thù nhà Lâm Thu Thanh. Lâm Thiếu Hằng cười dâm đãng nhìn Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình trợn mắt nhìn, Lâm Thiếu Hằng, anh thử động vào một cọng tóc của tôi xem, anh sẽ không được chết tử tế. Thế hả, Lâm Thiếu Hằng không tức giận mà còn bật cười, bản thân tao muốn thử xem nhìn thế nào gọi là không thể chết tử tế. Là mày khiến tao mất hết sức chết hay là để tao sướng chết? Ha 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 ha, đang định ra tay. Thì Lâm Thiếu Bình bỗng nhiên nói, anh, tạm thời đừng vội. Nghe Lâm Thiếu Bình nói thế, Lâm Thiếu Hằng cũng không nhúc nhích nữa, chỉ là khó chịu nói, Thiếu Bình, em cũng giúp nó hả? Lâm Thiếu Bình cười nói, em giúp cô ta làm gì? Nhưng bây giờ anh mà động vào, Lý Dục Thần tới thì không còn kịch hay để xem nữa. Muốn làm cũng phải chờ tên họ Lý tới đây, làm trước mặt nó mới đã nghiền. Em chắc chắn tên họ Lý đó có thể tìm được tới đây ư? Em cố tình không nói địa điểm, để xem nó có thể tìm được em hay không? Lâm Thiếu Bình hừ lạnh một tiếng, hừ, nếu cả nơi này mà nó cũng không thể tìm tới thì không xứng làm đối thủ của em. Mặt khác, em đã cho Lâm Mộng Đình uống bí dược của Thiên Nhẫn Tông, sẽ phát tác trong vòng 24 giờ. Đến lúc đó, đừng nói là anh, cả một con chó đực cô ta cũng vội muốn. Lâm Thiếu Hằng nghe thế thì như mở cờ trong bụng, hay. Hay lắm, em trai, đúng là người đi du học Đông Doanh có khác, cuối cùng lũ người đó vẫn biết cách chơi hơn. Ha ha ha, ông đây sẽ làm cho người đàn bà của thằng chó kia hầu hạ mình như một con chó cái ngay trước mặt nó. Ha ha ha, Lâm Thiếu Bình chuyển sang Lâm Lai Phong nói, bố, nhà họ Lâm đã tổn thương rất nặng, bây giờ bố đi chuẩn bị một chút, có lẽ ngày mai sẽ nhận được nhà họ Lâm về tay. Con đề nghị bố đến tìm bác cả, nhờ bác và Dượng ra mặt, có nhà họ Viên đứng sau thì công tác tiếp nhận của bố sẽ thuận lợi hơn một chút. Lâm Lai Phong cau mày nói, bác cả con thì chắc chắn là đứng về phía bố rồi, nhưng nhà họ Viên lòng lang dạ sói, đã muốn tiến vào thành phố Hòa ta từ lâu, bố sợ mình dẫn sói vào nhà. Lâm Thiếu Bình mỉm cười, bố à, bố cứ yên tâm, bây giờ khác ngày xưa lắm, nếu Viên Quốc Thành dám làm sói thì con biến ông ta thành chó luôn. Lâm Lai Phong cười nói, được, có đứa con trai như con quả thật không có gì đáng lo. Để bố liên lạc với bác cả con. Lâm Lai Phong vừa mới rời khỏi biệt viện Lâm Giang, thì trong sân đã có một luồng khí dao động. Ngay sau đó,
một luồng kiếm khí xé gió lao tới, xuyên qua rừng trúc trước sân. Là trúc xào sạc rơi xuống. Tới rồi. Mí mắt Lâm Thiếu Bình giật giật. Nhẹ nhàng nhún người một cái, cũng đã ra đến sân. Mà cùng lúc đó, Lý Dục Thần cũng xuất hiện. Hai người đứng đối diện nhau. Lý Dục Thần, Lâm Thiếu Bình, cùng đặt câu hỏi, cùng xác nhận được thân phận đối phương. Không sai, mày nhanh hơn những gì tao tưởng rất nhiều, Lâm Thiếu Bình nói. Mộng Đình đâu, Lý Dục Thần trực tiếp hỏi. Vợ chưa cưới của mày ấy hả, Lâm Thiếu Bình cười nói, mày tới nhanh quá, thuốc vẫn chưa có tác dụng, trò chơi này làm sao chơi được bây giờ. Biết thế lẽ ra tao nên cho cô ta thêm chút thuốc. Lâm Thiếu Hằng nghe thấy tiếng động, từ trong phòng đi ra. Lúc nhìn thấy Lý Dục Thần, không biết tại sao lại hơi sợ hãi. Cũng may em trai Lâm Thiếu Bình ở trước người anh ta, trong lòng mới bình tĩnh lại. Một ý nghĩ muốn báo thù mãnh liệt dâng lên. Em trai, hay là bây giờ anh và cô em Lâm Mộng Đình đó biểu diễn tại chỗ. Trên giường, anh cũng có chút kinh nghiệm. Lâm Thiếu Bình nhìn thấy Lý Dục Thần đứng ở đó không động đậy, lập tức nổi lòng khinh thường. Thấy mày đến nhanh như vậy, còn tưởng có chút bản lĩnh, thì ra cũng là tên phế vật. Anh, cô gái đó, cho anh đấy, anh cứ chơi tự nhiên. Lâm Thiếu Hằng cười lớn nói, ha ha, Lý Dục Thần, mày mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, tao chơi người phụ nữ của mày thế nào. Ha ha ha, anh ta quay người đi vào trong, định đến bế Lâm Mộng Đình. Nhưng hoa mắt một cái, đột nhiên nhìn thấy Lý Dục Thần xuất hiện trước mặt anh ta. Lâm Thiếu Hằng dụi mắt, cho rằng mình nhìn nhầm. Mày, mày, anh ta sợ hãi chỉ tay vào Lý Dục Thần, nhưng lại không thốt ra lời. Lâm Thiếu Bình nhìn Lý Dục Thần biến mất, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Khi cậu ta quay người lại, nhìn thấy Lý Dục Thần đã bóp chặt cổ Lâm Thiếu Hằng. Độn thuật ngũ hành, Lâm Thiếu Bình kinh ngạc, mày cũng là ninja. Lý Dục Thần phì cười nói, học chút nhẫn thuật thì tưởng rằng thiên hạ chỉ có nhẫn thuật thôi hả? Trò đó của Đông Doanh, chẳng qua chỉ là một trò vặt của Trung Nguyên truyền đến thôi. Tao thấy mày cũng đạt đến cảnh giới thượng nhẫn rồi phải không? Đáng tiếc, tâm thuật bất chính như vậy, làm sao có thể học được pháp thuật tiên gia chân chính? Hừ, đừng nói những lời quỷ quái đó, nếu có bản lĩnh thì đấu với tao, thả anh trai tao ra, Lâm Thiếu Bình nói. Thi đấu, Lý Dục Thần lắc đầu, mày không xứng. Lâm Thiếu Bình tức đến nhảy lên như sấm, động tay. Hai kiếm trong bàn tay hóa thành hai đường ánh sáng đen, bay về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cũng chẳng thèm nhìn, đẩy Lâm Thiếu Hằng về phía trước. Phụt phụt hai tiếng. Hai kiếm trong tay đâm hết vào sống lưng của Lâm Thiếu Hằng. A! À, Lâm Thiếu Hằng đau đến kêu la thảm thiết. Vừa nãy, mày đã bóp cổ của Lâm Vân như này, dùng thủ pháp tách gân lệch xương, bẻ gãy xương cả người cậu ta phải không? Lý Dục Thần hỏi. Lâm Thiếu Bình cau mày. Không nói gì. Lâm Thiếu Hằng lại sợ hết hồn, mày, mày muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn mày trả giá cho những lời đã nói vừa nãy thôi, cũng là cái phúc của em trai mày mang đến cho mày. Nói xong, Lý Dục Thần giơ tay lên hư không, Lâm Thiếu Hằng bị giơ cao lên, cao đến 4-5 mét. Tay của Lý Dục Thần sớm đã rời khỏi cơ thể của anh ta, nhưng cổ của anh ta vẫn bị một luồng sức mạnh lớn siết chặt. Lâm Thiếu Hằng lơ lửng giữa không trung. Cố hết sức đá chân giãy giụa, giống như người bị treo cổ. Mau thả anh ấy xuống. Lâm Thiếu Bình tức giận gầm một tiếng, cơ thể co lại, vụt lên trên. Đến không trung, đột nhiên dừng lại, không khí tràn nước, lại cứ lơ lửng ở đó như vậy. Cùng lúc đó, trong tay cậu ta có thêm một thanh nhẫn đao. Hình dạng cây đao giống với đao võ sĩ, nhưng ngắn hơn nhiều, dài chưa đến 50 cm. Lâm Thiếu Bình lơ lửng trong không trung. Lăn về phía trước, thuận thế vung đao. Đao khí phóng ra một đường sáng trắng, bắn thẳng đến Lý Dục Thần. Nhưng không biết tại sao, đường đao này lại lệch hướng. Đao khí rơi đến bên chân Lý Dục Thần, cắt ra một đường vết đao sâu đến mấy tấc trên mặt đất. Cùng lúc đó, tay của Lý Dục Thần buông xuống. Lâm Thiếu Hằng giữa không trung liền rơi mạnh xuống đất. Bành một tiếng, ngã thẳng đứng trên nền đất. Lâm Thiếu Bình cũng đáp xuống đất theo. Lập tức kiểm tra thương tích của anh trai cậu ta. Nhưng tay của cậu ta vừa chạm lên người Lâm Thiếu Hằng, đã nghe thấy rắc rắc một hồi, giống như thẻ domino đổ xuống, âm thanh vang lên liên tiếp nhau. Lâm Thiếu Bình mặt xám như tro. Lý Dục Thần nói, xương cốt toàn thân đã vỡ toàn bộ,
tốt nhất mày đừng chạm vào anh ta, cũng nhắc nhở anh ta một tiếng, tuyệt đối đừng ho, cũng đừng lớn tiếng hét. Lâm Thiếu Bình biết, đây chính là sự trả giá cho việc cậu ta thi triển thủ đoạn với Lâm Vân. Chỉ là ác hơn cậu ta. À, Lâm Thiếu Bình gầm thét, tao phải xé xác mày thành trăm ngàn mảnh. Lại vung nhẫn đao lần nữa. Đao khí chém ngang. 16 nhát đao liên tục, đao khí như cầu vồng. NSNG không có nhát đao nào chém đến người Lý Dục Thần. 16 nhát đao này, dường như Lâm Thiếu Bình đã dùng hết sức lực. Cậu ta quỳ một chân ở đó, phù phù thở hổn hển. Lấy thuốc giải ra đây, tao tha cho mày không chết, Lý Dục Thần nói. Thuốc giải ư, Lâm Thiếu Bình cười, tao không mang thuốc giải, bởi vì tao không nghĩ sẽ cho cô ta thuốc giải, qua mười mấy tiếng nữa, cô ta sẽ biến thành một con chó cái động tình, ha ha ha. Lý Dục Thần không thất vọng, anh cũng không mong có thể lấy được thuốc giải từ tay Lâm Thiếu Bình. Nếu đã như vậy, mày có thể chết được rồi. Vậy sao, mày chắc chắn có thể giết chết tao không? Lâm Thiếu Bình cười lạnh lùng nói, tao thừa nhận mày rất lợi hại, là kẻ địch mạnh mà đời này tao gặp được. Nhưng nếu mày muốn giết chết một cao thủ thượng nhẫn của Thiên Nhẫn Tông, trừ phi mày là tông sư, ha ha ha. Hai tay Lâm Thiếu Bình nắm chặt nhẫn đao, thu lại nụ cười, tập trung toàn tinh thần, truyền tinh khí cả người vào trong đao. Cây đao trong tay dần trở nên đỏ rực. Lưỡi đao hỏa nhẫn. Lâm Thiếu Bình hơi cúi đầu, nhỏ tiếng niệm một câu. Sau đó, vung đao. Người và đao gần như dùng hợp với nhau. Một đường ánh sáng đỏ. Như cầu vồng vượt ngang bầu trời, gió bão mặt trời, mang theo sát ý sóng nhiệt, sức mạnh và hủy diệt. Lâm Thiếu Bình nhếch miệng cười. Lưỡi đao hỏa nhẫn, chỉ có cường giả cấp đột nhẫn mới có thể sử dụng. Trăm năm nay, cậu ta là người đầu tiên có thể sử dụng lưỡi đao hỏa nhẫn ở giai đoạn thượng nhẫn. Cậu ta tin rằng, chỉ cần đối thủ không phải là tông sư võ đạo, thì khó mà chống lại được đao của cậu ta. Phụt! Đao khí chém lên cơ thể của Lý Dục Thần, cùng với sóng nhiệt sôi sục, cơ thể của anh hóa thành hơi nước, biến mất trong không khí. Lâm Thiếu Bình đáp xuống đất, không nhịn được ho mấy tiếng. Vượt cảnh giới sử dụng kỹ pháp cấp cao, khiến cậu ta khó mà chịu được tiêu hao tinh khí. Nhưng cũng coi như thành công. Hiệu quả tốt hơn so với cậu ta tưởng tượng. Đối thủ chẳng còn thừa lại chút cặn, trực tiếp bốc hơi. Ha ha ha! Cậu ta cười điên cuồng trong lòng, đao kỹ của mình lại tiến bộ rồi. Kỹ pháp của đột nhẫn, cũng chỉ vậy mà thôi. Lâm Thiếu Bình nghe thấy phía sau có người lên tiếng, tim đập điên cuồng, lập tức quay người. Lý Dục Thần đứng ngay phía sau cậu ta, vẻ mặt nhếch lên nụ cười khinh thường. Mày! Lâm Thiếu Bình không dám tin. Rõ ràng đã trúng đao. Làm sao có thể, làm sao có thể? Cái gì mà lưỡi đao hỏa nhẫn? Đặt cái tên lộn xộn lung tung, thực sự tưởng là kỹ pháp do người Đông Doanh sáng tạo ra hả? Chẳng qua chỉ là kiếm thuật trung nguyên, trộn lẫn cửu âm cương khí mà thôi. Lý Dục Thần cười lạnh lùng. Một người hoa hạ như mày, đến Đông Doanh học nhẫn thuật gì đó, còn tự cho rằng rất lợi hại, cũng thật đáng thương. Hôm nay, cho mày mở rộng tầm mắt, thế nào là kiếm đạo chân chính? Cho mày chết rõ ràng. Nói xong, Lý Dục Thần nhẹ nhàng bước một bước lên trước. Một bước đứng lên hư không. Anh đưa tay ra, nói một tiếng. Kiếm đâu? Bầu trời bỗng tối sầm. Gió nổi lên, cát bụi bay lên, lá trúc xào xạc. Giữa trời đất, sát khí vô tận, toàn bộ bắt đầu hội tụ trong lòng bàn tay Lý Dục Thần. Không khí xung quanh dần dần ngưng kết. Trong hư không, sinh ra một thanh kiếm hư vô. Lâm Thiếu Bình nhìn mà ngẩn người. Thì ra, đây mới là kiếm đạo. Thì ra, đây là mới là hoa hạ. Kiếm hình thành. Chém xuống. Thứ cuối cùng mà Lâm Thiếu Bình nhìn thấy là lưỡi kiếm vô cùng khổng lồ đó, giống như vòng xoáy của Ngân Hà, chém đôi cơ thể của mình. Sau đó, cơ thể cậu ta cũng như ngôi sao rơi xuống hư không. Người chết. Thu kiếm. Sát khí thiên địa hội tụ rồi tiêu tan. Trong sân viện yên tĩnh trở lại. Chỉ có Lâm Thiếu Hằng thừa sống thiếu chết nằm dưới đất, không dám động đậy, không dám ho. Không dám nói, không dám hít thở mạnh. Mấy con quạ bay đến, kêu lên ồn ào. Dường như biết người này sắp chết, chờ đợi bữa ăn thịnh soạn. Sơn Trang Bắc Khê. Những người khác nhà họ Lâm nghe tin chạy đến. Đối diện với sự hỗn loạn bừa bộn và thương vong khắp đất, tất cả mọi người đều không biết phải làm sao.
nhà họ Lâm, mấy chục năm nay chưa từng gặp phải chuyện như này. Những đệ tử hào môn này, bình thường hô mưa gọi gió trên thương trường, thăng quan tiến chức đắc ý trên ngoại giao xã hội, nhưng một khi đối diện với cái chết thực sự, đối diện với máu chảy và hy sinh, nỗi sợ trong lòng bọn họ không ít hơn bao nhiêu so với bảo vệ ở cửa. Ông cụ Lâm cố chấp đứng ở đó, cơ thể giống như khúc gỗ khô héo, ánh mắt trống rỗng nhìn về hướng cửa lớn. Bất luận con cái và bác sĩ riêng bên cạnh khuyên giải thế nào, ông cụ cũng không chịu đến bệnh viện. Cụ ấy đang chờ đợi. Chờ một kết quả. Nếu Lý Dục Thần quay về, nhà họ Lâm coi như tìm được đường sống trong cõi chết. Nếu người quay về là bố con Lâm Lai Phong, nhà họ Lâm xong thật rồi. Ông cụ không chịu đi, vợ chồng Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn cũng không đi. Bọn họ phải ở bên cạnh ông cụ, đi hết thời khắc khó vượt qua này. Anh cả, chị dâu, sức khỏe quan trọng, hai người đã bị thương, hay là đến bệnh viện trước đi, bọn em ở đây cùng bố, Lâm Nguyệt Nga khuyên nói. Không cần đâu, Lâm Thu Thanh thở dài một hơi, tôi phải ở đây cùng bố, nhà họ Lâm có thể vượt qua cửa ải này hay không, phải xem Dục Thần có thể quay về hay không. Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lâm Thu Phượng hỏi. Nghiêm Tuệ Mẫn nói lại sự việc một cách không liền mạch, Mộng Đình bị bắt đi, cũng không biết bây giờ thế nào. Lâm Thu Phượng hầm hầm nói, tôi đã nói Lâm Thiếu Bình là tên vô ơn bội nghĩa mà, trước đây bố còn che chở cậu ta như vậy. Được rồi, bớt nói vài câu đi, trong lòng bố cũng rất buồn. Nhìn thấy cơ thể như cành khô của ông cụ, người nhà họ Lâm lặng lẽ rơi nước mắt. Thẩm Minh Xuân và Tôn Quảng Phúc cùng chỉ huy mọi người di chuyển người bị thương và người chết. Các người đừng động vào Lâm Vân, Nghiêm Tuệ Mẫn nhắc nhở nói, xương cốt toàn thân nó vỡ hết rồi, không được động vào. Chị dâu, xương đã vỡ thì càng phải mau chóng đưa đến bệnh viện, Thẩm Minh Xuân nói. Nghiêm Tuệ Mẫn ngăn cản nói, không được, Dục Thần đã nói, trước khi cậu ta về, tuyệt đối không được di chuyển Tiểu Vân. Thẩm Minh Xuân nhớ đến Lý Dục Thần, trong lòng vô cùng khó chịu. Dựa vào cái gì mà một thằng con rể chưa qua cửa có địa vị trong lòng người nhà họ Lâm còn cao hơn ông ta? Lại là Lý Dục Thần. Đúng là sao chổi. Xuân Minh, anh nói cái gì? Lâm Thu Phượng hỏi. Không có gì, anh chỉ cảm thấy, sau khi cậu ta đến, nhà họ Lâm chưa từng gặp chuyện tốt nào, Thẩm Minh Xuân nói. Lâm Thu Phượng muốn phản bác theo bản năng, nhưng nghĩ lại, hình như đúng là như vậy. Những người khác nhà họ Lâm nghe mà khó chịu. Chỉ là lúc này, không ai có tâm trạng để ý những việc này. Chị dâu, hay là đưa Tiểu Vân đến bệnh viện đi, như để lâu như vậy, chẳng may, Lâm Nguyệt Nga cũng nói. Lâm Thu Phượng hô gọi, bác sĩ, ông đến xem Tiểu Vân trước đi. Bác sĩ riêng của nhà họ Lâm đi đến, nhẹ nhàng sờ lên người Lâm Vân, cau chặt mày. Bác sĩ, thế nào rồi? Xương cốt toàn thân đều có vấn đề, tôi không phải bác sĩ khoa xương, không tiện phán đoán. Tốt nhất nên mau chóng đưa đến bệnh viện. Nếu để muộn, cho dù có thể phẫu thuật, cũng sẽ để lại di chứng sau này. Lần này, Nghiêm Tuệ Mẫn cũng không biết quyết định thế nào. Tiếp tục đợi Lý Dục Thần, hay là đưa Lâm Vân đến bệnh viện. Bà ta nhìn sang Lâm Thu Thanh. Người đàn ông này cũng là chỗ dựa đáng tin cậy của nhà bọn họ. Lâm Thu Thanh nhìn ông cụ vẫn đứng lặng người ở đó một cái. Cứ đợi đi, ông ta nói. Anh. Lâm Thu Phượng vô cùng lo lắng, sao anh lại cố chấp như vậy, việc này liên quan đến tính mạng của Tiểu Vân đó. Lâm Thu Thanh cất giọng tê tái nói, nếu Lý Dục Thần không quay về, nhà họ Lâm xong đời. Đừng nói Tiểu Vân, tất cả mọi người kể cả anh đều khó thoát khỏi kiếp nạn. Ông ta nói xong lời này, sắc mặt người bên cạnh đều vô cùng khó coi. Nhà họ Lâm, Lâm Lai Phong và Lâm Thu Thanh là hai phe rõ ràng, những người bây giờ đứng ở đây. Chắc chắn đều về phe Lâm Thu Thanh. Nhưng, tất cả trận tuyến liên minh trên đời này đều có một điểm chung, đó là lợi ích. Chỉ có lợi ích chung, mới có thể ràng buộc một đám người không liên quan lại với nhau. Nhưng một khi lợi ích bị tổn hại, hoặc là không đồng nhất ý kiến, liên minh này sẽ đối mặt với nguy cơ tan rã. Các phe phái nội bộ gia tộc cũng vậy. Đã có người bắt đầu lặng lẽ rút lui, ví dụ như Thẩm Minh Xuân. Nhà họ Lâm lụi bại. Gần như là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Nhà họ Thẩm và nhà họ Lâm là đồng minh, nhưng một khi nhà họ Lâm lụi bại, hoặc là Lâm Lai Phong nắm đại quyền nhà họ Lâm, thì sẽ cực kỳ bất lợi cho nhà họ Thẩm. Là thành viên quan trọng của nhà họ Thẩm,
Thẩm Minh Xuân phải suy nghĩ cho lợi ích gia tộc, từ đó quyết định duy trì quan hệ thế nào với nhà họ Lâm. Hơn nữa, ông ta không tin, một tên Lý Dục Thần có thể thay đổi cục diện trước mắt. Đúng lúc này, ngoài cổng lớn có người đi vào. Vừa nhìn người đến, trong lòng mọi người đều trầm xuống, tất cả mong chờ lập tức rơi vào hụt hẫng. Người đi đến là Lâm Lai Phong. Còn có Lâm Lai Nghi và Viên Quốc Thành. Phía sau bọn họ, còn có một đám người đi theo, vừa nhìn là biết là do Viên Quốc Thành đưa đến. Cơ thể như cành khô của ông cụ Lâm Thượng Nghĩa run lên, ánh mắt vô hồn ngưng tụ vẻ không cam tâm và tuyệt vọng. Sơn Trang Bắc Khê, mây đen răng kín. Ha ha ha! Lâm Lai Phong cười lớn đi vào. Ông cụ, xương cốt của chú thật rắn giỏi khỏe mạnh đấy. Lâm Lai Phong, rốt cuộc ông muốn làm gì? Lâm Thu Thanh tức giận chỉ vào ông ta, bố tôi cũng không tệ bạc với nhà các ông đúng là không bằng súc sinh. Vậy thì phải hỏi bản thân ông rồi, đạo đức không xứng, tất chịu tai ương, từ nhỏ đến lớn, ông có điểm nào giỏi hơn tôi? Dựa vào cái gì mà ông làm gia chủ, chẳng phải là vì ông là con trai ruột của ông già? Chỉ có vậy còn gọi là không tệ bạc với tôi, hừ. Lâm Lai Phong hừ lạnh lùng một tiếng, nhìn sang ông cụ. Ông già, năm đó nếu không phải là bố của tôi, ông đã chết lâu rồi, là bố tôi nhường vị trí gia chủ cho ông lại không biết báo ơn, sai bảo tôi như con chó, cho thằng con trai vô đức bất tài của ông làm gia chủ. Hôm nay, tôi phải lấy lại thứ của bố tôi đã mất, vốn thuộc về tôi. Lâm Lai Phong, ông đừng si tâm vọng tưởng, muốn làm gia chủ nhà họ Lâm, cần phải mở cuộc họp gia tộc, 2/3 số người trở lên thông qua mới được. Có giỏi thì ông giết hết mọi người chúng tôi ở đây đi, nếu không, ông đừng hòng làm gia chủ, Lâm Thu Thanh tức giận nói. Vậy sao? Lâm Lai Phong bật cười với vẻ mặt âm lạnh. Ông già cũng sống dở chết dở rồi, ông cho rằng nhà họ Lâm thực sự có nhiều người ủng hộ ông làm gia chủ chắc. Hay là thế này đi, nhân lúc ông cụ còn một hơi thở, hôm nay chúng ta mở cuộc họp gia tộc. Tôi hỏi các vị ở đây, giữa tôi và Lâm Thu Thanh, các người ủng hộ ai làm gia chủ? Tôi ủng hộ Lai Phong làm gia chủ. Lâm Lai Nghi đứng bên cạnh Lâm Lai Phong lên tiếng đầu tiên, nói xong, cười hì hì nhìn những người khác của nhà họ Lâm. Còn tôi nữa. Viên Quốc Thành tiến lên một bước, đứng bên cạnh Lâm Lai Nghi. Là con rể nhà họ Lâm, tôi cũng coi như thành viên của nhà họ Lâm, có tư cách bỏ phiếu. Ngoài ra, trước khi tôi đến, đã nói chuyện với nhà tôi, bố của tôi, và anh cả của tôi đều ủng hộ Lai Phong làm gia chủ nhà họ Lâm. Bố tôi đã nói, sau khi Lai Phong lên làm gia chủ, việc hợp tác giữa nhà họ Viên và nhà họ Lâm sẽ sâu sắc thêm. Còn những người không ủng hộ Lai Phong, sau này nhà họ Viên cũng sẽ không tiếp tục qua lại với họ. Nói xong, vung tay, đám người mà ông ta đưa đến phía sau xếp hành một hàng. Ý của ông ta rất rõ ràng, nhà họ Viên đã hoàn toàn tham gia vào cuộc tranh chấp gia chủ của nhà họ Lâm. Có những người vốn còn chỉ là lung lay. Vì Lâm Lai Phong đã bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ là dựa vào con trai từ Đông Doanh trở về quá bá đạo. Bây giờ đã có nhà họ Viên ủng hộ, thì hoàn toàn khác. Nhà họ Viên ở tiền đường, thực lực còn mạnh hơn rất nhiều so với nhà họ Lâm. Có mấy người đi về bên đó, đứng lên cạnh Lâm Lai Phong. Anh Lai Phong, chúng tôi ủng hộ anh. Lúc bọn họ nói ra, ánh mắt không dám nhìn về phía Lâm Thu Thanh. Tốt, chỉ cần ủng hộ tôi. Chính là người nhà mình, Lâm Lai Phong cười ha ha nói. Một khi có người mở đầu, thì sẽ liên tục có người đi theo. Chẳng mấy chốc, hơn một nửa số người đã đứng qua đó. Thẩm Minh Xuân kéo Lâm Thu Phượng, lặng lẽ nháy mắt. Lâm Thu Phượng ngẩn người, lập tức hiểu ý của Thẩm Minh Xuân, tức giận nói, Minh Xuân, anh nghĩ cái gì vậy hả? Đó là anh trai của em, nếu bây giờ anh dám ủng hộ Lâm Lai Phong, em và anh ân đoạn nghĩa tuyệt. Thẩm Minh Xuân vốn muốn âm thầm đi qua đó, đứng phía sau là được, thấy Lâm Thu Phượng không hề nể mặt, liền sầm mặt nói. Thu Phượng, em đã gả cho anh, thì là người của nhà họ Thẩm. Em nên suy nghĩ cho lập trường của anh, cho dù em không quan tâm lợi ích của nhà họ Thẩm, cũng phải nghĩ đến con của chúng ta. Lâm Thu Phượng đột nhiên nghẹt thở. Đúng thế, họ còn có con. Lâm Nguyệt Nga ở bên cạnh nói, Thẩm Minh Xuân, anh độc thật đấy. Lúc này lấy con cái ra uy hiếp em gái của tôi, anh có còn là người không? Thẩm Minh Xuân cười lạnh lùng nói, tôi muốn tốt cho cô ấy, kẻ tức thời là Trang Tuấn Kiệt, tôi không muốn giống như chồng của chị,
làm một tên phế vật vô dụng. Tôn Quảng Phúc bên cạnh Lâm Nguyệt Nga, mặt không đổi sắc, nói, đúng là tôi không giàu có như anh, tôi chỉ là người dạy học. Nhưng ít nhất tôi có khí phách của tôi, sẽ không giống như một số người, thấy lợi quên nghĩa, bề ngoài oai phong, nhưng chỉ là ngọn cỏ đầu tường. Vẻ mặt Thẩm Minh Xuân lúc đỏ lúc tái. Bỗng nghe Viên Quốc Thành cười lớn ha ha nói, hay cho câu có khí phách. Tôi sớm đã nghe nói chồng của em Tư nghèo đến mức chỉ còn lại bộ xương, hôm nay tôi muốn xem, xương của ông rắn đến mức nào. Ông ta vung tay, đám tay chân nhà họ Viên mà ông ta đưa đến liền xông lên. Nếu đau thì kêu một tiếng, Viên Quốc Thành bày ra bộ mặt cười chân thành, ông cầu xin tôi một tiếng, hoặc là học tiếng chó sủa, tôi sẽ cho người dừng tay. Binh binh binh, đám tay chân tay đấm chân đá. Tôn Quảng Phúc mặt đầy máu, mặt bị đánh đến biến dạng. Nhưng ông ta vẫn cắn chặt răng, không kêu một tiếng. Quảng Phúc, Lâm Nguyệt Nga nhìn chồng mình Tôn Quảng Phúc bị đám người vây đánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng bà ta không rơi một giọt nước mắt. Bà ta biết, lúc này, nếu bà ta tỏ ra yếu đuối, thì là bất kính với chồng mình. Sự kiêu ngạo của người dạy học, đâu phải nắm đấm của mấy tên lưu mạnh có thể khuất phục. Thuộc hạ thì thầm bên tai Viên Quốc Thành, còn đánh nữa có thể sẽ đánh chết đấy. Viên Quốc Thành không quan tâm đến mạng của Tôn Quảng Phúc, nhưng hôm nay là đến giúp Lâm Lai Phong lập uy, không cần thiết đánh chết người, liền bảo thuộc hạ dừng tay. Tôn Quảng Phúc bị đánh đến thở thoi thóp. Lâm Nguyệt Nga xông đến, ôm lấy chồng của mình, nước mắt rưng rưng trong khoang mắt, cố gắng nhịn không để rơi xuống. Đôi mắt của Tôn Quảng Phúc mở ra đường khe, nhìn bà xã, khuôn mặt sưng tím nở nụ cười, bà xã, anh không giàu có, nhưng anh không làm mất mặt em và nhà họ Lâm. Cuối cùng nước mắt của Lâm Nguyệt Nga không nhịn được rơi xuống, rớt lên khuôn mặt của Tôn Quảng Phúc, hòa lẫn với máu của ông ta. Thẩm Minh Xuân chậm rãi bước đến bên cạnh Lâm Lai Phong, đưa tay ra nói, anh Lai Phong, chúc mừng anh, trở thành gia chủ nhà họ Lâm. Lâm Lai Phong cười ha ha, chắp tay với ông ta, việc hợp tác giữa chúng tôi và nhà họ Thẩm vẫn tiếp tục. Viên Quốc Thành cũng nói, nhà họ Viên cũng có ý hợp tác với nhà họ Thẩm. Thẩm Minh Xuân vui mừng, cải thiện quan hệ với nhà họ Viên, sau này địa vị của mình ở nhà họ Thẩm nhất định sẽ ngày càng cao. Lâm Thu Phượng nhìn sang anh cả Lâm Thu Thanh với khuôn mặt đau lòng, cuối cùng vẫn đi về phía chồng. Lúc này, bên cạnh Lâm Thu Thanh đã không còn mấy người. Hoạn nạn mới biết lòng người, ngay cả em ruột cũng rời khỏi mình mà đi. Lâm Thu Thanh thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng đau buồn. Ha ha ha, còn ai nữa không? Lâm Lai Phong ý chí lên cao, đi đến trước mặt Lâm Thượng Nghĩa. Ông cụ, tôi lên làm gia chủ rồi, có phải ông nên chúc mừng tôi không? Ha ha ha. Ông cụ vẫn đứng ở đó, dáng vẻ tàn tạ, giống như cây khô mùa đông, hoa lá đã rụng hết, nhưng tấm lưng của ông cụ vẫn rất thẳng bất khuất. Ánh mắt của ông cụ vẫn vô hồn trông về phía cổng lớn. Ha ha, lão già, đừng ảo tưởng gì nữa. Sẽ không có ai đến cứu người các người đâu, Lâm Lai Phong nói. Trong sơn trang đột nhiên nổi gió. Gió rất lớn, vù vù, thổi đến mức bụi tung mù trời. Thấp thoáng còn vang lên tiếng sấm sét. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Một đám mây đen dày đặc trên trời càng lúc càng thấp xuống. Trong tầng mây, rất nhiều dòng điện chằng chịt bò qua lại như con rắn. Đột nhiên, chớp điện lóe lên. Cùng với tiếng sét kinh thiên. Tầng mây dường như bị xé nứt, nước mưa ảo ảo trút xuống. Lâm Lai Phong bị tiếng sét và cơn mưa dọa cho sợ giật mình, không biết làm sao, trong lòng hoang mang. Rồi lại nhìn ông cụ, trong đôi mắt được chớp điện chiếu sáng. Không còn vô hồn nữa, mà có thêm ánh sáng kỳ lạ. Lâm Lai Phong quay đầu, nhìn thấy một bóng ô màu đen đang chậm rãi di chuyển về phía bên này. Những người khác cảm thấy không đúng, đều quay đầu. Bóng ô đến gần, mọi người mới nhìn rõ hai bóng người dưới ô dựa vào nhau. Bọn họ đi rất chậm. Cảnh sắc cả sơn trang dường như ảm đạm, chỉ còn lại một màu sắc này. Là Lý Dục Thần. Lâm Lai Phong nheo mắt lại. Ông ta có dự cảm chẳng lành. Nỗi bất an mãnh liệt, khiến trái tim ông ta đập điên cuồng. Lâm Mộng Đình bám cánh tay của Lý Dục Thần, yên lặng dựa vào bên người anh, đi theo bước chân của anh. Một bước, hai bước. Đi đến chỗ cách mọi người không xa. Họ dừng lại. Ánh mắt nhìn bọn họ phức tạp đến gần như mê ảo. Mặc dù mưa to gió lớn,
mọi người vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Lý Dục Thần nhẹ nhàng thu lại ô trong tay. Doạt một tiếng, mây đen giăng kín, mưa ngập trời, tiếng gió vù vù, cùng với chớp điện chói mắt, tiếng sét nhức tai, dường như tất cả bị anh thu vào trong chiếc ô. Bầu trời tươi sáng, mây trắng rong chơi trên bầu trời. Trời đất như mùa xuân, cành liễu khẽ đung đưa trong gió. Bươm bướm tung tăng trên thảm cỏ, ve kêu râm ran trên cây. Ha, đứng thành hai đội hết rồi hả? Lý Dục Thần nhìn đám người phân ra hai phe rõ ràng, lắc đầu. Anh đưa chiếc ô cho Lâm Mộng Đình, đi đến bên cạnh Tôn Quảng Phúc, ngồi xổm xuống xem, nói yên tâm, không sao. Trong mắt Lâm Nguyệt Nga lộ ra vẻ cảm kích, nghẹn ngào, không thốt ra lời. Không biết tại sao, cậu thanh niên trước mắt đột nhiên trở nên đáng tin như vậy, dường như chỉ cần lời của anh nói, thì chắc chắn là thật. Lý Dục Thần đứng lên, đi đến trước mặt ông cụ, khẽ gật đầu, nói kiếp nạn của nhà họ Lâm, kết thúc rồi. Cơ thể như cây khô của Lâm Thượng Nghĩa như có sức sống mới. Trong ánh mắt của ông cụ bùng lên ngọn lửa hồi sinh. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ trong mắt của ông cụ, men theo khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn chậm rãi lăn xuống. Lý Dục Thần quay người, đi về phía Lâm Lai Phong. Lâm Lai Phong hơi bất an, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có chị gái Lâm Lai Nghi và anh rể Viên Quốc Thành, ông ta cũng gan dạ hơn. Lý Dục Thần, bây giờ tôi là gia chủ của nhà họ Lâm, cậu ở trên địa bàn của nhà họ Lâm, tốt nhất là đứng làm bừa, Lâm Lai Phong nói. Vậy sao, Lý Dục Thần cười, gia chủ của nhà họ Lâm, tự phong hả? Hay là, anh chỉ vào mấy người xung quanh, các người chọn ông ta? Không ai nói gì. Có vài người bắt đầu hối hận, phần lớn mọi người đều quan sát trước. Lâm Lai Phong nổi giận nói, tốt nhất là bây giờ cậu rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Không khách sáo như thế nào? Giống như con trai của ông hả? Lý Dục Thần khẽ cười. Lâm Lai Phong càng lúc càng bất an, cùng với đó, còn có nỗi sợ kỳ lạ. Thiếu Bình đâu? Cậu đã làm gì Thiếu Bình rồi? Ông mãi mãi không thể nào gặp lại anh ta nữa rồi. Cậu, Lâm Lai Phong vẫn không dám tin, không thể nào. Nhất định là cậu đang lừa tôi. Con trai Thiếu Bình của tôi là cao thủ Nhẫn Tông. Ngay cả Lâm Thiền Minh cũng không phải là đối thủ của nó. Nhất định là cậu đang lừa tôi. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không hề nắm chắc một chút nào. Nhất là khi nhìn thấy Lâm Mộng Đình bình yên vô sự theo Lý Dục Thần trở về. Giết nó cho tôi, Lâm Lai Phong điên cuồng gào thét. Người nhà họ Viên khá là do dự, không biết có nên nghe lời Lâm Lai Phong hay là không. Lâm Lai Nghi nói, các người còn nghệt mặt ra đó làm gì? Còn chưa chịu ra tay đi. Lúc này những tay đấm thuê mới lao lên. Nhưng mà, bọn họ căn bản không thể tới gần Lý Dục Thần. Vừa mới đến gần thì đã văng ra xa, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Cả hừ cũng không thể hừ một tiếng, chẳng biết là chỉ ngất hay đã chết hết cả rồi. Lý Dục Thần từng bước đi về phía trước. Khi anh đi tới trước mặt Lâm Lai Phong, thì đám người nhà họ Viên mang tới đều ngã xuống đất hết cả rồi. Lâm Lai Phong có chút tuyệt vọng nhìn Lý Dục Thần. Mày không phải người, mày rốt cuộc là ai? Ông không có tư cách biết. Lý Dục Thần nói xong thì bàn tay đã nhấn về phía hư không một cái. Lâm Lai Phong chợt nghe thấy tiếng bốp bốp bên trong cơ thể mình. Sau đó, cả người ông ta đã sụi lơ, ngã xuống đất, như một đống bùn nhão. Thế nhưng ông ta vẫn chưa chết, vẫn còn mở to hai mắt nhìn. Chỉ là sự sợ hãi trong ánh mắt đã được đẩy lên mức cùng cực. Người nhà họ Lâm chọn nhầm phe nhanh chóng tản ra. Không ai có thể và muốn trêu vào vị sát thần này. Thông minh hơn một chút thì nhanh chóng chạy đến chỗ Lâm Thu Thanh bên kia. Học theo, đám người còn lại cũng di chuyển như kiến chuyển nhà. Cảnh tượng hết sức buồn cười đã xảy ra. Vừa rồi là bên cạnh Lâm Lai Phong, trừ vợ ông ta và vợ chồng Tôn Quảng Phúc thì không còn người nào nữa. Mà nay bên kia, chỉ còn mỗi Lâm Lai Nghi và Viên Quốc Thành. Ánh mắt Viên Quốc Thành chợt lóe, nhanh chóng suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Ông ta là người thông minh. Biết tình thế trước mắt, đối đầu với Lý Dục Thần cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trốn thì chắc chắn là trốn không thoát. Mềm mỏng một chút, nói vài lời dễ nghe nữa thì may ra thoát được một kiếp. Người nhà họ Lâm vẫn không muốn đắc tội với nhà họ Viên.
Nếu ông ta chết ở Sơn Trang Bắc Khê, nhà họ Viên chắc chắn sẽ khởi binh vấn tội. Chỉ cần giữ được tính mạng trở về, Lý Dục Thần đánh đấm ghê gớm cách mấy thì ông ta cũng không sợ. Viên Quốc Thành tiến lên phía trước nửa bước, bày ra khuôn mặt tươi cười, đang chuẩn bị mở miệng. Người vợ bên cạnh ông ta, Lâm Lai Nghi đột nhiên lấy ra một khẩu súng nhắm về phía Lý Dục Thần. Từ lần trước bị Lý Dục Thần tát cho một cái, thì bà ta đã luôn mang theo súng trên người. Gương mặt bà ta trở nên dữ tợn, lộ ra dáng vẻ điên cuồng, tay không ngừng run run. Viên Quốc Thành căng thẳng, vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước. Đoàng! Tiếng súng vang lên. Mọi người bật thốt lên đầy hoảng hốt. Nhất là Lâm Mộng Đình, tiếng súng vang lên, trái tim của cô đã ngừng đập ngay khoảnh khắc đó. Cô cảm thấy máu trong người mình như ngừng chảy. Những người khác cũng ngừng thở. Có người sợ hãi, có người mừng thầm, có người lo lắng, có người không biết phải làm thế nào. Nói tóm lại, mọi người đều hóa đá. Bên trong vườn hoa nhà họ Lâm như có thêm rất nhiều tượng đá. Mắt của người bình thường không có khả năng quan sát viên đạn. Nhưng, mọi người lại ngạc nhiên phát hiện, bọn họ thấy được quỹ đạo bay của viên đạn. Đầu đạn xoay tròn với tốc độ cực nhanh, băng qua không khí, phần đuôi bốc khói làm méo mó quỹ đạo không gian, xuất hiện ở vị trí cách ngực Lý Dục Thần đâu đó khoảng 2 mét. Viên đạn vẫn còn bay tới, chỉ là như gặp phải một lá chắn nên tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng thì dừng lại cách tim anh đâu đó nửa mét. Tất cả mọi người như trợn mắt há hốc miệng. Không ngờ viên đạn lại dừng lại. Tim Viên Quốc Thành bỗng chốc lạnh toát. Kế hoạch nhận thua đã không thể thực hiện được nữa, khoảnh khắc vợ ông ta nổ súng thì ông ta đã biết mình chỉ còn một con đường. Quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Viên Quốc Thành không hề do dự, bịch bịch một tiếng quỳ xuống. Cậu Lý, Đại sư Lý, cậu đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, cầu xin cậu tha cho chúng tôi một con đường sống. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn ông ta. Viên đạn trước ngực anh vẫn còn xoay tròn giữa hư không, như muốn tiêu hao hết toàn bộ năng lượng để phá cái lá chắn vô hình nào đó. Tôi không hề muốn giết ông, cả suy nghĩ trong đầu cũng không hề có. Nhưng bây giờ, sát khí trong mắt anh chợt lóe. Nhớ kỹ, phát súng này là do vợ ông bắn. Trên đường xuống suối vàng, vợ chồng hai người thong thả tính với nhau đi. Dứt lời, viên đạn trước ngực anh như va vào thứ gì đó và đột nhiên bắn ngược trở về. Dùng tốc độ như lúc ban đầu ghim thẳng vào mi tâm Viên Quốc Thành. Viên Quốc Thành quỳ gối ở đó, trong ánh mắt để lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cuối cùng. A! À, Lâm Lai Nghi điên cuồng hét lên, như nổi điên bóp cò súng trong tay. Viên đạn từ họng súng bắn ra, ngoài hai viên may mắn nhắm đúng Lý Dục Thần thì còn lại đều không chính xác, bay tứ lung tung. Thế nhưng, viên đạn đó dường như có mắt hoặc là được lắp đặt hệ thống điều khiển. Sau khi tạo ra một đường cong trên không trung thì toàn bộ đều ghim vào người Viên Quốc Thành. Phập phập phập. Trên người Viên Quốc Thành xuất hiện thêm vài vết đạn. Đạn thì đã hết, Lâm Lai Nghi vẫn ở đó bóp cò súng, mãi đến khi ngón tay chảy máu. A! À, Lâm Lai Nghi ném súng xuống, điên cuồng gãi đầu mình, sau đó chạy đi ra ngoài. Lý Dục Thần không giết bà ta. Tự tay giết chết chồng mình, bà ta sống còn đau khổ hơn cả chết. Nhà họ Viên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho một đứa con dâu giết chết chồng. Dù rằng, bọn họ chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được, kẻ thật sự giết chết Viên Quốc Thành là Lý Dục Thần. Điên rồi, giọng Thẩm Minh Xuân run rẩy, Lý Dục Thần, mày điên rồi. Mày giết chết anh rể, ép chị cả nổi điên, nhà họ Viên sẽ không bỏ qua cho mày. Lý Dục Thần hoàn toàn không để ý đến ông ta, xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm xuống. Bắt đầu xem xét tình trạng vết thương của Lâm Vân. Trong tất cả mọi người, Lâm Vân bị thương nặng nhất. Bị Lâm Thiếu Bình dùng thủ pháp đặc biệt là phân gân thác cốt của Thiên Nhẫn Tông, cắt đứt toàn bộ gân cốt trong người. Nếu muốn hồi phục là vô cùng khó khăn, quan trọng là không để cho xương cốt lệch vị trí. Nhiều xương gãy đến như vậy, tình trạng xương gãy rắc rối phức tạp, chỉ cần nhúc nhích một chút, sẽ có rất nhiều xương lệch vị trí. Nói thế tức là dù cứu sống thì cũng sẽ để lại di chứng. Thẩm Minh Xuân kéo Lâm Thu Phượng, nói Thu Phượng, anh nhớ mình còn có chuyện quan trọng, chúng ta mau đi thôi, quay về thành phố cô thôi, mau. Lâm Thu Phượng khó hiểu nói, anh làm cái gì vậy Minh Xuân, lúc nãy là anh ép em phải đứng về phía Lâm Lai Phong, em có thể hiểu được, anh chỉ muốn sống sót.
nhưng bây giờ Lâm Lai Phong cũng tiêu tùng rồi, Viên Quốc Thành cũng chết, là Dục Thần đến cứu chúng ta, sao anh còn muốn đi? Nó cứu mọi người, Thẩm Minh Xuân cười lạnh nói, em vẫn chưa hiểu hả? Nhà họ Lâm tiêu tùng rồi, nó cứu mọi người nhưng lại giết chết Viên Quốc Thành, liệu nhà họ Viên có bỏ qua cho nó không? Có bỏ qua cho nhà họ Lâm không? Viên Quốc Thành là con ruột của Viên Thọ Sơn, em trai ruột của Viên Nãi Minh, ông ta chết rồi thì nhà họ Viên chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Một khi nhà họ Viên với nhà họ Lâm khai chiến, em nghĩ nhà họ Lâm bây giờ có thể chịu được bao nhiêu ngày? Lâm Thu Phượng im lặng. Bà ta biết chồng mình nói đúng, nhà họ Viên nổi giận, nhà họ Lâm sẽ rước tai họa ngập đầu. Đi thôi, Thẩm Minh Xuân thúc giục. Không, Lâm Thu Phượng lắc đầu, gia đình thành ra như thế, em không thể đi được, anh đi đi. Thẩm Minh Xuân không hề do dự xoay người, rời khỏi sân nhà họ Lâm. Mãi đến khi bóng lưng ông ta biến mất ngoài cổng Sơn Trang Bắc Khê, vẫn không hề quay đầu nhìn lại lấy một lần. Lâm Thu Phượng lẳng lặng chảy nước mắt, hít một hơi thật sâu, xoay người, cùng gia đình giải quyết tàn cục trước mắt. Đối với sự rời đi của Thẩm Minh Xuân, Lý Dục Thần không hề quan tâm, cũng không có thời gian quan tâm. Bây giờ anh cần phải cứu người, hơn nữa thời gian cũng khá là gấp gáp. Lâm Vân bị thương cực kỳ nặng, phải chữa trị ngay lập tức. Mà mấy tiếng sau, độc trong người Lâm Mộng Đình cũng sẽ có tác dụng. Lý Dục Thần dùng pháp lực cố định vị trí xương cốt trong người Lâm Vân, ôm cậu ta vào trong biệt thự. Còn bên ngoài, người nhà họ Lâm bận thành một đoàn nhưng anh không rảnh bận tâm. Bác sĩ riêng của nhà họ Lâm giúp anh lấy những dụng cụ y khoa cùng thuốc thường dùng tới. Một giờ sau, những tổn thương kinh mạch trong người Lâm Vân đã được chữa trị, xương cốt cũng trở lại vị trí cũ. Nhưng dù sao cũng không phải là gãy xương bình thường, muốn lành hẳn thì cần một khoảng thời gian nhất định. Lý Dục Thần lại dạy cho cậu ta một số công pháp có thể luyện tập trên giường, vừa luyện công vừa chữa trị cho bản thân. Sau đó kê một toa thuốc cho người nhà họ Lâm đi bốc. Làm xong hết, Lý Dục Thần nhìn đồng hồ. Còn khoảng 3, 4 tiếng nữa là độc trong người Lâm Mộng Đình phát huy tác dụng. Chuyện đề cử, hợp đồng hôn nhân với tổng tài ác ma. Anh bắt đầu xem mạch cho Lâm Mộng Đình. Thần thức nhập mạch, kiểm tra cơ thể Lâm Mộng Đình, chân mày Lý Dục Thần nhíu chặt. Thuốc mà Lâm Thiếu Bình dùng được luyện chế cực kỳ đặc biệt, độc tính cực kỳ mạnh. Lúc này độc khí đã vào tim, sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng. Thuốc giải, chỉ có tổng bộ Thiên Nhẫn Tông ở Đông Doanh mới đó. Tất nhiên, Lý Dục Thần cũng có thể điều chế ra thuốc giải, nhưng tiếc là không có nguyên liệu. Anh viết tên vài vị thuốc, đưa cho bác sĩ riêng của nhà họ Lâm và Lâm Thu Thanh xem. Xem xong họ đều lắc đầu. Đừng nói đến một vài vị thuốc mà đến nghe họ còn chưa nghe qua bao giờ, thì tử linh chi hơn 300 năm cũng là thứ không biết phải đi đâu tìm trong thời gian ngắn. Những vị thuốc đó ở đỉnh Thiên Đô là vô cùng bình thường, nhưng Côn Luân đi tìm khắp ngàn dặm cũng không thấy. Thuốc giải không có, chỉ có thể dùng chân khí để ép độc. Dùng chân khí rót vào từng kỳ kinh bát mạch của Lâm Mộng Đình, gột rửa lục phủ ngũ tạng của cô, ép độc ra ngoài. Quá trình này cực kỳ hung hiểm. Nếu Lâm Mộng Đình là người tu luyện thì sẽ dễ dàng hơn một chút. Bởi vì người tu luyện thì thường kinh mạch sẽ hanh thông, chân khí cũng không bị cản trở, ép độc tương đối dễ dàng. Nhưng Lâm Mộng Đình chính là một người bình thường. Điều đó có nghĩa là Lý Dục Thần phải giúp cô đả thông hai mạch nhâm đốc, nối thông kỳ kinh bát mạch, chân khí mới có thể thoải mái di chuyển. Quá trình này, ít nhất cũng phải 3 ngày. Tất nhiên, còn có một cách không phải là cách nữa, chính là mặc cho thuốc phát tác, rồi tìm một người nam có dương khí cực mạnh giúp cô trải qua lễ rửa tội, thải dâm độc, điều âm dương, thì độc này có thể giảm bớt, sau vài lần cho độc tính phóng thích ra hết thì sẽ ổn. Nhưng Lý Dục Thần không muốn làm như vậy. Lợi dụng lúc con người ta gặp khó khăn, không phải là hành động của người anh hùng. Mộng Đình, bây giờ tôi dẫn cô đi, giúp cô giải độc trong người, có lẽ sẽ mất 3 ngày. Trong 3 ngày này, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô, Lý Dục Thần nói với đôi chút dịu dàng. Lâm Mộng Đình từng nghe tới cách giải loại thuốc độc khiến nam nữ quấn lấy nhau này, có rất nhiều tiểu thuyết nhắc tới. Tuy tin tưởng Lý Dục Thần là người quân tử, nhưng nghe nói anh định ở bên mình 3 ngày thì trong lòng cô vẫn căng thẳng như có con nai đang nhảy loạn. Cô cúi đầu, gương mặt xinh xắn ửng hồng, giọng nói như mũi kêu, được. Thời gian không còn nhiều, chúng ta mau đi thôi. Lý Dục Thần kéo Lâm Mộng Đình dậy, nhanh chóng lao ra ngoài.
Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn theo bóng lưng bọn họ nói, này, hai đứa đi đâu thế? Đừng có chạy ra ngoài, nơi này đâu có thiếu phòng ốc. Thấy bọn họ đi xa thì Thẩm Oán nói, làm này làm kia còn tìm chỗ trốn, đứa nhỏ này đúng thật là. Lý Dục Thần dẫn Lâm Mộng Đình tới ngô đồng cư mình vừa mới mua được. Nơi từng là nhà ma này cực kỳ yên tĩnh, trở thành nơi tốt nhất để anh sắp xếp chữa bệnh cho Lâm Mộng Đình. Để tránh bị làm phiền, trừ Mã Sơn ra, anh không nói cho bất kỳ người nào biết. Cả Đinh Hương cũng chỉ nghĩ là anh đi công tác xa nhà. Con nhím giữ ngô đồng cư cũng trở thành hộ pháp cho Lý Dục Thần. Âm khí dày đặc trong sân đã không còn, chỉ còn bóng ngô đồng dâm mát. Miệng giếng kia thì Mã Sơn đã tìm người tháo nước, lại dùng súng cao áp bắn tách bùn dưới đáy giếng rồi dọn sạch. Bây giờ cái giếng đó đã khô, qua vài ngày nữa nước ngầm sẽ chảy vào, khi đó là dùng được. Lý Dục Thần đưa Lâm Mộng Đình lên phòng trên lầu, nói với cô mấy ngày tới sẽ ở đây và không ra ngoài. Nhưng mà hai người ở trên giường lại ngồi đối mặt nhau. Trên chiếc giường lớn đầy cổ kính, trải đệm chăn bằng gấm màu đỏ thẫm, hệt như lúc con người ta kết hôn. Lòng Lâm Mộng Đình đầy rối bời, không biết nên làm thế nào. Cô đã chuẩn bị tinh thần để chuyện gì đó có thể xảy ra. Nhưng Lý Dục Thần lại mang vẻ mặt nghiêm túc như một người thầy, bắt đầu truyền lại cho cô những khẩu quyết và tâm pháp. Mới đầu, Lâm Mộng Đình khó chịu bực bội nên chẳng nhớ được gì. Khi Lý Dục Thần nghiêm khắc nói cô vài câu thì cuối cùng cô cũng tin người đàn ông này thật sự không có ý nghĩ lệch lạc gì, chỉ là đang dạy cho cô học. Lâm Mộng Đình chậm rãi nhập tâm vào. Cô rất thông minh, ngộ tính rất cao. Dù chưa từng tiếp xúc với việc tu luyện, nhưng Lý Dục Thần nói rất nhiều, cô chỉ mới nghe đã hiểu. Tất nhiên, Lý Dục Thần cũng đã lựa chọn cách đơn giản nhất và dễ hiểu nhất để giảng, thời gian quá gấp, hiệu suất mới là quan trọng. Nếu giảng bài như Đỉnh Thiên Đô thì chắc là giảng cả tuần Lâm Mộng Đình cũng không thể chắt lọc được cái gì là vàng, cái gì là ngọc dịch, cái gì là chiêu chuân mộ mông, cái gì là vượt qua 12 tầng. Lâm Mộng Đình vừa mới hiểu biết được một chút về kinh mạch trong người và chân khí, khi những kiến thức mới kích thích tinh thần ham học hỏi của cô thì thuốc độc đã phát tác. Cô cảm nhận được sự khô nóng từ bụng dâng lên và lan ra toàn thân. Cô mặt đỏ tai nóng, tim đập nhanh, trong lòng có sự ham muốn mạnh mẽ, không thể nói thành lời, không thể nói rõ, không thể giải thích, khiến cô cực kỳ khó chịu, trong lòng như có rất nhiều kiến khiến cô đau, ngứa. Ánh mắt của cô bắt đầu mờ sương, đồng tử bốc lên ngọn lửa nóng rực. Ngọn lửa kia vừa bốc lên, đã thiêu sạch tất cả. Cô cùng với người đàn ông trước mặt cùng nhau hóa thành cho tàn trong đống lửa. Lý Dục Thần vỗ một chưởng vào hậu tâm của Lâm Mộng Đình, tay kia thì nhanh chóng điểm vào 36 đại huyệt trên người cô. Một luồng chân khí rót vào cơ thể Lâm Mộng Đình. Như thể đang rót vào một luồng khí mát lạnh vào trong cơ thể cô. Chút tỉnh táo bắt đầu xuất hiện lại trong đầu cô. Cô nhớ tới những tâm pháp và khẩu quyết mình vừa mới học được, cũng bất giác bắt đầu niệm theo. Chân khí như dòng nước lũ bắt đầu cuộn trào trong cơ thể cô, mở khóa từng cánh cổng. Miệng giếng trong sân, nơi đáy giếng bắt đầu dâng lên dòng nước ngầm mát mẻ tươi mới. Trưởng môn Thái Cực Nam Phái là Vương Tông Sinh luận võ cùng với cậu Lý Bí Ẩn đến từ thủ đô, sau khi Phùng Thiên Minh cẩn thận quảng bá tuyên truyền thì tin tức nhanh chóng lan ra khắp tỉnh Nam Giang. Một ngày nọ, tại sân vận động thành phố Hòa, những gương mặt nổi tiếng đều tập trung ở đó. Tất cả những người trong giới võ đạo tỉnh Nam Giang, những cái tên nổi trội trong giang hồ cùng với những gia tộc lớn có liên quan đều được mời. Nhưng mà mọi người chờ mãi ngóng mãi, mà cậu Lý nào đó vẫn chưa hề xuất hiện. Vương Tông Sinh cũng không sốt ruột cho lắm. Ông ta vốn không xem Lý Dục Thần ra gì. Sở dĩ đồng ý buổi luận võ này là do ông ta hiểu nhầm, cứ tưởng Lý Dục Thần là người của Nhất Chi Mai. Nhất Chi Mai và Liễu Kim Sinh có những quan hệ không rõ ràng. Ông ta nể mặt Nhất Chi Mai, đồng nghĩa với việc nể mặt Liễu Kim Sinh. Trong mắt ông ta, nếu buổi luận võ này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Lý Dục Thần chắc chắn thất bại. Cả Nam Giang này, người trong võ lâm, ngoài Liễu Kim Sinh thành phố Dũng cùng với Hà Trường Xuân của Tiền Đường thì Vương Tông Sinh chưa từng sợ ai. Lý Dục Thần không dám tới, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bản thân ông ta không ngờ thằng nhóc này lại thiếu can đảm như vậy, thật ra hôm nay cũng không phải là trận chiến sống còn nên có đến cũng chỉ bị dạy cho một trận thôi, ông ta sẽ không ra tay giết người. Phùng Thiên Minh cử người đi khắp nơi tìm Lý Dục Thần, nhưng cả bóng người cũng không thấy.
Châu Na gọi điện thoại hỏi Mã Sơn cũng chỉ ấp úng qua loa cho có lệ. Châu Na cũng khó tránh khỏi hoài nghi, Lý Dục Thần có thật sự đúng với lời đồn hay không, vì sợ, nên mới không dám tới. Nhưng nghĩ lại, chị ta cảm thấy là không. Cuối cùng trong vô số tiếng than thở, oán giận và tiếng cười nhạo thì một trận luận võ còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Theo quy tắc, người không tham gia thì được tính là chủ động bỏ cuộc. Vương Tông Sinh thắng. Kết quả này khiến Phùng Thiên Minh nổi trận lôi đình, cầm súng ống lên đi tìm Lý Dục Thần liều mạng. Ông ta nghe lời đề nghị của Lý Dục Thần, cầm cái theo đúng kết quả là Lý Dục Thần chắc chắn thắng. Kết quả, thua đến không thể thua hơn. Nhà họ Phùng có tiền, nhưng ông hai họ Phùng lại không phải là gia chủ. Ông ta dựa vào thiên môn và địa vị trong giang hồ. Chút tiền ấy cũng không đến mức tổn thất nặng nề, nhưng mà cắt dao xẻ thịt thì cũng đau chứ. Làm gì có tiền của người nào được gió thổi tới. Chuyện phun. Nếu Lý Dục Thần đánh thua, thì Phùng Thiên Minh cũng chấp nhận. Cược ấy mà, luôn luôn có thắng có thua, đã cờ bạc thì phải biết chấp nhận thua cuộc. Nhưng trận đánh này còn chưa bắt đầu, xem như lần này Phùng Thiên Minh làm mọi thứ đều công cốc, chơi một ván thua không đáng. Thua như thế, Phùng Thiên Minh không cam tâm. Sau khi mọi người đi hết, Phùng Thiên Minh giơ súng bắn lên bầu trời trống trải của sân vận động, bắn liên tục mấy phát. Cuối cùng Châu Na vẫn phải đi tới khuyên nhủ, có lẽ, cậu Lý gặp phải chuyện gì đó quan trọng hơn. Còn chuyện gì quan trọng bằng chuyện này nữa, Phùng Thiên Minh rít gào nói. Tôi nghe nói, nhà họ Lâm đã xảy ra chuyện, Châu Na nói, mặt khác, hình như nhà họ Viên Tiền Đường xảy ra chuyện rồi. Tuy hai nhà này cực kỳ kín miệng, không rõ tình hình cụ thể thế nào, nhưng mà... Tôi cũng có nghe nói, Phùng Thiên Minh tỉnh táo lại, cô nói xem, chuyện nhà họ Lâm với nhà họ Viên đều liên quan tới cậu ta phải không nhỉ? Tôi không rõ, nói chung là chờ cậu ấy về rồi hỏi thử là biết ngay ấy mà, Châu Na nói. Mong là cậu ta có thể trở về được, Phùng Thiên Minh thở phì phò cất súng, đi, theo tôi đến Thiên Tinh Quan một chuyến, tôi hỏi đạo trưởng Trương. Cửa quán cơm thân dân đã đóng, nhưng bên trong vẫn sáng đèn. Cái gì mà cậu Lý ở thủ đô, cũng chẳng phải dạng ghê gớm gì. Cả mặt mũi cũng không dám lộ. Tôi đã nói rồi mà, làm gì có cậu Lý nào, nhà họ Lý ở thủ đô từ lâu đã không còn ai rồi, chắc chắn là một tên lừa gạt. Ai cần biết tên đó có lừa hay là không, chỉ cần không lừa tôi là được, lần này tôi đặt Vương Tông Sinh, thắng mấy trăm ngàn. Ồ, tôi bảo này ông Vương, ông không nói không rằng đặt cược hẳn mấy trăm ngàn, tôi đặt có mấy chục. Nói. Ông có tin tức gì đúng không? Có tin tức gì đâu, ngốc cũng thấy nữa là, Vương Tông Sinh không thể thua được. Ông chủ Vương và sư phụ Vinh cười tươi hớn hở trò chuyện. Chị Mai một mình ngồi tựa vào bàn ngoài cửa, chống cằm ngẩn người. Mai à, đi thôi, bà đang chờ thằng bé Tiểu Lý kia thật đấy à? Ông chủ Vương cùng sư phụ Vinh lần đầu tiên đứng cùng một chiến tuyến. Chị Mai quay đầu lại, cười khẽ, nói, không đi được. Tôi thua hết tiền trong vòng mấy năm nay rồi. Hả, hai người kinh hãi, thua hết hả? Phải, tôi đặt cậu Lý ở thủ đô thắng. A Mai, sao bà, sư phụ Vinh vỗ đùi thật mạnh. Trên mặt ông chủ Vương vẫn nở nụ cười thương hiệu đó, nhưng nụ cười lại cứng đờ. Bỏ đi, thua thì thua, chúng ta cũng có tiền riêng mà, lấy nó làm vốn rồi đổi chỗ khác mở quán cơm. Chị Mai lắc đầu, tôi không muốn tránh né nữa. Tôi muốn gặp Liễu Kim Sinh. A Mai, ông chủ Vương và sư phụ Vương đều dậm chân, thế thì không được. Lúc này, Đinh Hương bỗng nhiên từ ngoài cửa đi vào, gọi chị Mai. Đinh Hương, sao em lại tới đây? Chị Mai hết sức bất ngờ, không phải đã nói với em là hôm nay đóng cửa, không cần phải đến làm sao? Hơn nữa cũng đã trễ thế này rồi. Đinh Hương nói, anh Dục Thần nhờ em gửi lời đến cho mọi người. Cậu ta... Nói gì thế, ánh mắt chị Mai xuất hiện vẻ mong chờ. Anh Dục Thần nói đã xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, cái hẹn 3 ngày trước không tính, nhờ mọi người chờ anh ấy thêm vài ngày. Chị Mai cũng ngớ người, không biết có nên đồng ý hay không. Hy vọng vừa dấy lên trong mắt cũng dần ảm đạm xuống, khẽ thở dài. Sư phụ Vinh không vui nói, nó bảo chúng tôi chờ thì chúng tôi phải chờ à, thằng nhóc Lý đó đâu rồi. Ninh Hương nói, em cũng không biết nữa. Lời đó là do anh Mã Sơn nhắn lại cho em. Chị Mai trần chờ một lúc lâu, cuối cùng đưa ra quyết định khiến sư phụ Vinh và ông chủ Vương hết sức kinh ngạc.
ngày mai tiếp tục buôn bán. Tôi đã nói rồi mà, tên đó là kẻ lừa gạt. Thiên Tinh Quan, Trương Đạo Viễn đang thảnh thơi uống trà. Phùng Thiên Minh ngồi đối diện Trương Ngôn Viễn, vẻ mặt cung kính nói, hai, lúc trước không nghe lời đạo trưởng nói nên đã tổn thất lớn. Đạo trưởng cho hỏi, tôi có cơ hội thu trở về hay không? Ông hai Phùng à, tái ông mất ngựa không biết là họa hay phúc. Hôm nay ông bị chơi một vố, cũng đã biết khôn, thấy rõ kẻ tiểu nhân. Tránh cho lần sau tổn thất nhiều hơn nữa. Thân người tài, tránh xa tiểu nhân, đó chính là cách duy nhất để làm giàu. Dạ dạ, đạo gia dạy đúng. Ồ, một đạo nhân như tôi nào dám dạy dỗ ông hai Phùng, chỉ là nhắc nhở mà thôi. Tôi thấy ông hai đang có vận may, chút tổn thất đó có lẽ sẽ nhanh chóng kiếm lại được. Phùng Thiên Minh vội vàng nói cảm ơn lời hay của đạo trưởng. Sau đó lấy ra một phong bì giày ơi là giày đặt lên bàn. Trương Đạo Viễn cũng không từ chối, nói với đạo đồng bên cạnh, công đức của ông hai Phùng, con cứ ghi vào trong sổ. Dạ, đạo đồng nhận tiền, lùi ra ngoài. Đạo trưởng, còn một chuyện tôi muốn hỏi thăm ông một chút, Phùng Thiên Minh nói. Mời ông nói. Nghe bảo nhà họ Lâm và nhà họ Viên Tiền Đường đã xảy ra chuyện, không rõ là chuyện gì. Tuy Thiên Tinh Quan chỉ là một đạo quan nhưng vì người phú quý đều đến đây để cầu xin hỏi thăm nên tin tức còn nhanh nhạy hơn cả tòa soạn báo. Trương Đạo Viễn im lặng một lát, bỗng nhiên cười nói, thật ra cũng không có gì, hai nhà nhưng chuyện của một nhà, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến chuyện của ông. Hả, Phùng Thiên Minh tò mò, liên quan gì đến chuyện của tôi? Trương Đạo Viễn vuốt râu, mỉm cười, Lý Dục Thần giết chết Viên Quốc Thành trong sơn trang nhà họ Lâm. Hả? Phùng Thiên Minh kinh hãi. Đây chắc chắn là một tiếng sét kinh thiên động địa. Chỉ một câu ngắn ngủn mà lượng tin tức lại quá lớn. Ông ta còn muốn hỏi tiếp. Nhưng ông ta biết Trương Đạo Viễn sẽ không nói thêm điều gì. Có thể tiết lộ cho ông ta nhiều tin tức như thế trong một câu nói đã là ngoại lệ rồi. Đó cũng chính là quy tắc của Trương Đạo Viễn. Nếu ông ta tùy tiện lộ ra quá nhiều chi tiết của người khác ra ngoài thì sẽ không còn ai nói cho ông ta biết nữa. Phùng Thiên Minh trở về nhà, vẫn nghĩ tới những lời Trương Đạo Viễn nói. Xem ra, Lý Dục Thần đã bỏ trốn rồi, thảo nào lại không đến tham gia luận võ. Giết người nhà họ Viên, chắc chắn nhà họ Viên sẽ trả thù. Lý Dục Thần trốn, xem ra nhà họ Lâm sẽ gặp phải tai ương. Bấy giờ nhà họ Lâm vẫn lộn xộn như thế. Ông cụ Lâm Thượng Nghĩa đã quay về nằm trên giường bệnh. Ông cụ biết rõ cơ thể của mình, không phải bệnh. Cũng chẳng bị thương, nhưng lại không có chút tinh thần nào. Cả đời sương gió, trải qua rất nhiều rồi, đến già vẫn phải đối mặt với sự phản bội của người thân. Một ông lão, không còn tinh thần nữa thì chẳng khác gì đèn đã mất dầu. Ông cụ biết bây giờ đây, dù Lý Dục Thần có tài giỏi cách mấy cũng không thể chữa khỏi cho mình. Nhưng ông cụ vẫn không thể chút hơi thở cuối cùng, bởi vì chút không có trôi. Nhà họ Lâm gặp đại nạn, lòng người tan rã. Lâm Vân bị thương nặng, có thể nói là như người thực vật. Lâm Mộng Đình trúng độc, bị Lý Dục Thần mang đi, không rõ tình hình. Lâm Thiền Minh không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương rất nặng. Biệt viện nhà họ Lâm do một tay ông ấy dựng nên đã mất trong một đêm. Con rể Tôn Quảng Phúc cũng bị thương không nhẹ. Hiện giờ Lâm Thu Thanh còn mang theo thương tích điều hành công việc gia tộc. Thời gian trước công việc làm ăn của nhà họ Lâm đã không tốt, bây giờ càng sa sút. Các bên đều đang theo dõi quan sát sốt cuộc nhà họ Lâm có thể vượt qua được cửa ải này không. Người khiến người ta lo lắng nhất là nhà họ Viên. Viên Quốc Thành đã chết, tuy bề ngoài thì là Lâm Lai Nghi nổ súng bắn chết. Hơn nữa Lâm Thượng Nghĩa cũng đã hạ lệnh, tuyệt đối không được nói chi tiết sự việc xảy ra hôm đó ra bên ngoài. Nhưng nhà họ Lâm làm vậy, lòng người không thể không nghi ngờ, nhà họ Viên chắc chắn đã biết toàn bộ diễn biến sự việc. Bọn họ không thể nào bỏ qua như vậy. Nhà họ Viên nhất định sẽ báo thù. Chỉ là vào lúc nào thôi. Một khi cuộc chiến nổ ra, nhà họ Lâm sẽ không hề có phần thắng. Biến số duy nhất là Lý Dục Thần. Lâm Thượng Nghĩa giữ lại hơi thở cuối cùng, chính là chờ Lý Dục Thần trở về. Chỉ có Lý Dục Thần có thể giúp nhà họ Lâm hồi phục nguyên khí. Lâm Thượng Nghĩa trong lòng thê lương, đột nhiên cảm thấy nực cười. Ban đầu còn muốn Lý Dục Thần ở rể nhà họ Lâm, còn nói muốn cho anh một nửa gia sản, giúp anh gây dựng lại nhà họ Lý. Lâm Thượng Nghĩa thừa nhận,
ông cụ muốn báo ơn nhà họ Lý, nhưng ông cụ cũng có chút lòng riêng. Bây giờ, số phận của cả nhà họ Lâm lại rơi vào một mình Lý Dục Thần. Ngày thứ ba, khi mặt trời mọc từ phía đông, nước giếng trong sân đã đầy miệng. Con nhím bò lên miệng giếng, thò đầu ra, nhìn thấy bóng ngược của mình. Nó chít chít kêu hai tiếng, sau đó phù một cái hà hơi, dường như cảm thấy bất mãn vì mình không thể hóa thành hình người. Rèm cửa sổ trên tầng được kéo kín mít. Bỗng nhiên, rèm được kéo ra. Tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp. Con nhím nhìn mà ngẩn người. Hai ngày trước, khi Lý Dục Thần đưa cô gái này đến, nó đã cảm thấy rất đẹp. Nhưng lúc này, cô còn đẹp hơn mấy phần so với hai ngày trước. Không, không chỉ mấy phần. Mà là thay da đổi thịt hoàn toàn. Con nhím quan sát kỹ, khuôn mặt cô gái không thay đổi. Nhưng cô thực sự đẹp hơn. Con nhím không hiểu, tại sao lại như vậy. Nó lại nhìn vào trong giếng, nước giếng phản chiếu khuôn mặt của nó. Nó ảo tưởng, có một ngày cũng trở nên đẹp như cô gái đó. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình nắm tay nhau đi ra. Cả người Lâm Mộng Đình tỏa sáng. Chân khí dồi dào đang chảy trong cơ thể, kinh mạch thông suốt không tắc nghẽn. Ngôn tình hay. Trước nay cô chưa từng cảm thấy dễ chịu như vậy, còn thế giới trước mặt lại tràn đầy sức sống đến thế. Lâm Mộng Đình nhìn con nhím trên miệng giếng, vui vẻ nói a, dễ thương quá. Chính nó hộ pháp cho chúng ta phải không? Lý Dục Thần gật đầu nói, đúng thế. Tôi có thể sờ nó không? Lâm Mộng Đình đưa tay ra thăm dò. Con nhím không thích người khác sờ nó. Nó bắt đầu ghét cô gái này. Xinh đẹp thì có thể tùy tiện sờ vào người khác hả? Nhưng nó không lên tiếng phản đối. Lâm Mộng Đình đặt tay lên sống lưng con nhím, nhẹ nhàng vuốt ve. Nó có tên không? Tôi cũng không biết. Lý Dục Thần mới nhớ ra, trước nay mình chưa từng hỏi con nhím vấn đề này. Con nhím lên tiếng nói có, tôi là Bạch Kinh Kinh, kinh trong gai nhọn. Bạch Kinh Kinh, Lâm Mộng Đình thầm đọc, cái tên hay quá. Cô cầm tay nhỏ của con nhím nói, Bạch Kinh Kinh, xin chào, tôi là Lâm Mộng Đình. Con nhím nhất thời ngẩn người. Trước nay nó chưa từng nắm tay con người. Cô ấy coi mình là con người ư. Lần đầu tiên nó cảm thấy được tôn trọng, lần đầu tiên cảm thấy được đối xử bình đẳng. Cô gái này, hình như cũng không đáng ghét. Khi Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình về đến Sơn Trang Bắc Khê, cuối cùng người nhà họ Lâm cũng lấy lại tinh thần từ trong đau buồn và nặng nề. Dường như họ quay về, tất cả đều được cứu. Ông cụ Lâm Thượng Nghĩa nằm trên giường, cười vui vẻ. Ông cụ biết, nhà họ Lâm còn có hy vọng. Dục Thần, tôi giao Mộng Đình cho cậu. Lúc ông cụ nói, cổ họng khàn đặc, tiếc là, tôi không được chứng kiến hôn lễ của hai người. Lý Dục Thần bắt mạch cho ông cụ, truyền chân khí, tìm kiếm chút sinh cơ trong mạch tượng yếu ớt. Tiếc là, sinh cơ cũng yếu như vậy. Ngọn đèn trước gió, Lý Dục Thần cùng lực bất tòng tâm. Ông nội, cháu nhất định khiến ông sống chứng kiến lễ đính hôn của cháu và Mộng Đình. Còn nữa, ông yên tâm, chỉ cần có cháu ở đây, nhất định sẽ bảo vệ nhà họ Lâm. Lâm Thượng Nghĩa nhìn trần nhà, trong đôi mắt đục ngầu chớp lên tia sáng. Châm cứu giúp ông cụ xong, Lý Dục Thần đi thăm Lâm Vân. Vừa nhìn thấy Lâm Vân, Lý Dục Thần đã cau mày. Anh bắt mạch cho Lâm Vân, phát hiện mạch tượng ổn định, không nguy hiểm tính mạng. Nhưng tình hình hồi phục của xương cốt vô cùng không tốt, với tốc độ này, muốn hồi phục, sợ là phải mất nửa năm trở lên. Chẳng phải cháu đã kê đơn thuốc rồi ư? Mọi người không cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ sao? Nghiêm Tuệ Mẫn khổ sở nói, Dục Thần, dược liệu trong đơn thuốc của cậu cũng thật khó tìm, thời gian gấp gáp, lại thêm nhà họ Lâm gặp khó khăn, nhà họ Viên đã lên tiếng, ai giúp đỡ nhà họ Lâm, chính là đối đầu với nhà họ Viên. Bây giờ, cho dù có thể tìm được dược liệu, bọn họ cũng không dám bán cho chúng tôi. Được rồi, chuyện này giao cho cháu, Lý Dục Thần nói, dù sao đơn thuốc đó cũng là kê tạm thời. Cháu muốn đổi đơn thuốc cho Tiểu Vân. Lý Dục Thần suy nghĩ, bây giờ nhà họ Lâm không làm được việc gì, chỉ có thể giao cho người bên ngoài đi làm. Anh bèn gọi điện cho Thái Vĩ Dân. Cậu Lý, Thái Vĩ Dân vô cùng bất ngờ. Tôi muốn tìm một số dược liệu, chốc nữa tôi gửi đơn thuốc cho anh mau chóng giúp tôi tìm đầy đủ. Lý Dục Thần không nhiều lời, thẳng thắn dứt khoát, nói với giọng gần như ra lệnh. Thái Vĩ Dân ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc. Dường như đang do dự điều gì.
Lý Dục Thần cũng không vội. Anh chờ đợi Thái Vĩ Dân tỏ thái độ. 10 giây sau, cuối cùng Thái Vĩ Dân lên tiếng, được, cậu Lý, cậu gửi qua đây, tôi đi làm ngay. Nói xong rồi dừng một chút, cậu Lý, tôi nghe nói nhà họ Viên đã công bố treo thưởng khắp nơi, muốn lấy mạng của cậu, cậu phải cẩn thận đấy. 100 triệu, là nhân vật có tiếng vang trên giang hồ, đương nhiên ba người của quán cơm thân dân cũng nghe nói chuyện treo thưởng khắp nơi. Lý Dục Thần mà nhà họ Viên treo thưởng, thực sự là tiểu lý tử của quán chúng ta ư. Sư phụ Vinh tỏ vẻ mặt không thể tin nổi. Ông chủ Vương cười ha ha nói, không ngờ tiểu lý tử đáng tiền như vậy, giá trị 100 triệu làm việc ở cửa hàng chúng ta một tuần, vậy mà chúng ta lại không biết. Rốt cuộc tên nhóc này đã làm gì, khiến nhà họ Viên bỏ nhiều tiền như vậy để giết cậu ta? Chắc chắn là gian lận cá cược rồi, nếu không, còn có thể làm gì? Chẳng trách bỏ trốn rồi, mấy hôm nay cũng không thấy bóng dáng đâu. Tên nhóc này đúng là giỏi, dám đến nhà họ Viên gây chuyện. Có thể khiến nhà họ Viên treo thưởng 100 triệu chắc chắn đã thắng không ít. A Mai, hay là chúng ta bắt tên nhóc đó rồi đi lĩnh thưởng đi, sư phụ Vinh nói. Ông chủ Vương cũng cười hi hi nói, đúng thế, 100 triệu đấy. Tiểu Dương chuyển nhanh con dao thái trên tay, kích động nói, sư phụ, 100 triệu, đủ cho chúng ta tiêu mấy năm rồi phải không? Sư phụ Vinh đập cái thìa lên đầu cậu ta, không biết gì thì đừng nói, với cái kiểu hài lòng với hai chiếc móng lợn một ngày của cậu, 100 triệu đủ cho cháu của cậu dưỡng lão đấy. Chị Mai từ nãy vẫn không nói gì, hết miệng về phía bên ngoài, cậu ta đến rồi, các người đi lĩnh thưởng đi. Thì thấy Lý Dục Thần đẩy cửa đi vào. Mấy người cùng ngẩn người. Nhất thời không biết phải tiếp tục thế nào. Vẫn là ông chủ Vương biết ăn nói, cười ha ha đứng lên, rót chén trà cho Lý Dục Thần. Tiểu Lý à, mấy hôm nay đi đâu đấy? Lý Dục Thần nhìn chị Mai một cái, nói, xảy ra chút chuyện. Mọi người chưa đi, tôi thực sự rất vui. Sư phụ Vinh nói, có 100 triệu như cậu ở đây, chúng tôi làm sao nỡ đi? Hôm nay cậu mang tiền đến cho chúng tôi đấy hả? Ông chủ Vương cũng cười nói, đúng thế, chốc nữa trói cậu lại, đưa đến tiền đường. Lý Dục Thần biết ông ấy đang nói gì, chỉ cười trừ. Chị Mai hỏi, rốt cuộc cậu đã làm gì, nhà họ Viên treo thưởng nhiều như vậy để lấy mạng của cậu. Cũng không có gì, chỉ giết một người, nghe nói là con trai của gia chủ nhà họ Viên, Lý Dục Thần nói nhẹ như không. Chị Mai sợ giật mình, ông cả nhà họ Viên hay là ông hai nhà họ Viên? Viên Quốc Thành. Chắc là ông hai. Sư phụ Vinh và ông chủ Vương cũng đều ngẩn người. Nhà họ Viên ở Tiền Đường, là gia tộc trong top 3 của Tiền Đường đó. Ngoại trừ nhà họ Tiền và nhà họ Cao, ai dám chọc. Vậy cậu còn không chạy đi, chị Mai tỏ vẻ mặt lo lắng, cậu còn đến đây làm gì? Lý Dục Thần nói, không sao, chỉ là nhà họ Viên nhỏ bé mà thôi. Cậu, nghe khẩu khí của Lý Dục Thần, chị Mai tức đến không để đâu cho hết. Cậu biết thế lực của nhà họ Viên lớn đến mức nào không? Bọn họ muốn giết cậu, dễ dàng như bóp chết một con kiến. Vẻ mặt của chị Mai đầy quan tâm, khiến Lý Dục Thần rất cảm động. Ông chủ Vương và sư phụ Vinh ngoài miệng nói muốn bắt anh đi lĩnh thưởng, nhưng ánh mắt nhìn anh lại có sự lo lắng chân thành. Tiểu Lý, nghe lời chị Mai đi, mau đi đi. Ngay cả chúng tôi cũng biết có lệnh treo thưởng, không biết có bao nhiêu nhân vật giang hồ đang rất muốn hành động đấy. Nhà họ Viên lợi hại như vậy, chẳng phải cũng phải dựa vào phần thưởng để lấy mạng của tôi đấy sao, Lý Dục Thần cười nói. Người ta có tiền, tiền chính là vũ khí tốt nhất, có thể dùng tiền giải quyết cậu, chính là cách đơn giản nhất. Đây là sự khác biệt giữa hào môn và người bình thường. Sư phụ Vinh khuyên hết nước hết cái. Lý Dục Thần cảm thấy sư phụ Vinh nói cùng có lý. Đối với người bình thường, tiền, đúng là thực dụng nhất, cũng là vũ khí mạnh nhất. Tiếc là anh không phải là người bình thường. Chị Mai, sư phụ Vinh, ông chủ Vương, Lý Dục Thần nói, hôm nay tôi đến, là muốn đến cảm ơn mọi người, nhiều ngày nay, cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi và Đinh Hương. Xí, chị Mai khinh thường không thèm quay đầu qua, đừng có vậy vô ích thôi, tôi rụng cả răng rồi, có gì mau nói thẳng ra đi. Lý Dục Thần nói, giang hồ rộng lớn, mọi người muốn đi, tôi không ngăn cản, nhưng tôi vẫn hy vọng. Mọi người có thể ở lại. Ở lại, chị Mai cười lạnh lùng nói, ở lại, cậu nuôi chúng tôi hả? Lý Dục Thần nghiêm túc nói, được.
Mọi người trong quán đều bật cười. Chị Mai lạnh lùng nhìn anh, hỏi cậu nói cho tôi biết, cậu Lý ở thủ đô thách chiến với Vương Tông Sinh đó, là cậu phải không? Đúng thế, Lý Dục Thần gật đầu. Mọi người đều kinh ngạc, ngay cả chị Mai, tuy hỏi như vậy, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Là cậu thật hả? Sau khi được xác nhận lần nữa, vẻ mặt chị Mai đột nhiên biến sắc, tức giận bừng bừng chỉ vào anh nói, đồ khốn khiếp. Nếu đã hẹn chiến đấu, tại sao lại không tham gia? Cậu có biết, tôi đã đặt cược cả gia sản của tôi cho cậu thắng không? Cậu không chiến mà bại, tôi đã thua hết sạch. Bây giờ, tôi không còn nơi nào để đi, cậu muốn tôi đi, tôi cũng không đi nổi. Lần này là Lý Dục Thần ngẩn người. Anh không ngờ chị Mai lại đặt cược toàn bộ gia sản cho anh thắng. Chị Mai, sao chị dám làm vậy, đây không phải là phong cách của chị. Chị chắc chắn tôi có thể đánh thắng được Vương Tông Sinh thế ư? Đánh được cái đầu cậu, tôi cho rằng cậu sẽ giở trò gian lận, ví dụ khiến Vương Tông Sinh đau bụng chẳng hạn, không tham gia được, cậu sẽ thắng. Ai ngờ tôi đoán ngược rồi. Hai người ông chủ Vương và sư phụ Vinh ở bên cạnh thầm vui vẻ xem kịch. Chị Mai hầm hầm trừng mắt mắng bọn họ, cười cười cười, cười cái gì hả? Các người thắng được chút tiền, còn không bằng số lẻ mà tôi thua. Đừng quên, chỗ tiền đó, các người cũng có phần. Tổn thất của mọi người, tôi sẽ đền, Lý Dục Thần nói. Ai cần cậu đền, chị Mai trừng mắt với anh, thôi bỏ đi, thua thì thua rồi, ít nhất người còn sống. Dạo này, cậu đừng đi đâu hết, cứ ở trong cửa hàng của chúng tôi. Mấy chúng tôi cũng coi là có máu mặt trên giang hồ, dù sao cũng không giấu được, thì cứ công khai, tôi xem ai dám đến đây. Lý Dục Thần nghe mà trong lòng dâng lên dòng ấm áp. Chị Mai, chị yên tâm đi, sau này giang hồ này là của chúng ta, anh nói. Ừm, ba người cùng nhìn anh. Ông chủ Vương lắc đầu, ầy, tên nhóc này, đầu óc chập mạch rồi. Sư phụ Vinh cũng quay người đi vào sau bếp, cậu nhóc, giữ được cái mạng đã rồi tính. Thái Vĩ Dân gọi điện đến, đã gom gần đủ dược liệu, bảo anh đến lấy. Lý Dục Thần và Mã Sơn cùng đi lấy thuốc theo địa chỉ của Thái Vĩ Dân cho. Nơi đó là một quán trà nhỏ của Thái Vĩ Dân mở. Thái Vĩ Dân lấy một túi lớn, đưa cho Lý Dục Thần, nói cậu Lý, theo đơn thuốc của cậu, tôi đã bốc đủ dược liệu rồi, ngay cả nhân sâm 300 năm, tôi cũng tìm được, nhưng hoàng tinh ngàn năm của cậu, tôi thực sự không tìm được ở chỗ nào. Lý Dục Thần nói, loại 500 năm cũng được. Thái Vĩ Dân lắc đầu, đừng nói là 500 năm, 100 năm cũng không có. Những thứ nhân sâm linh chi, còn có người đi thu hái, dù sao chỉ cần có hàng, sẽ có nhà giàu thu mua. Nhưng thứ như hoàng tinh, người có tiền cũng không mua, ngoại trừ người chuyên làm thuốc, thực sự không biết tìm ở đâu. Lý Dục Thần hỏi, người làm dược liệu lớn nhất thành phố Hòa là ai? Thái Vĩ Dân nói, mấy cửa hàng làm thuốc ở thành phố Hòa, tôi đã hỏi hết rồi, chỉ còn lại ông hai nhà họ Phùng, ở đó có thể có, ông ta thích sưu tập những thứ này. Nếu ông ta không có, thì chỉ có thể đến Tiền Đường, tìm Đồng Khánh Đường hỏi thôi. Đồng Khánh Đường, Lý Dục Thần nghĩ ra, hình như có nghe nói ở đâu rồi. Đồng Khánh Đường là hiệu thuốc lâu đời, thương hiệu của nhà họ Hồ Tiền Đường, Thái Vĩ Dân nói. Lý Dục Thần nhớ ra. Không ngờ lại móc nối đến nhà họ Hồ nhanh như vậy. Được, tôi đi hỏi ông Hai Phùng, không được thì đến Tiền Đường. Lý Dục Thần muốn trả tiền cho Thái Vĩ Dân sống chết không nhận. Lý Dục Thần cũng không cố đưa nữa. Anh biết thu mua những dược liệu này, chắc chắn đã tốn không ít tiền, chỉ riêng nhân sâm 300 năm, giá thị trường đã hàng chục triệu đồng rồi. Cho dù Thái Vĩ Dân mua ở chợ đen, theo giá cả của giới trong ngành, cũng phải mấy triệu đồng. Thái Vĩ Dân không lấy tiền, là một lòng muốn kết giao với Lý Dục Thần. Đó là ván cược cuộc đời, cược thắng, thì không phải chuyện mấy triệu, mấy chục triệu. Cược thua, có thể sẽ mất luôn cả tính mạng, thì số tiền đó cũng không có ý nghĩa gì. Đó cũng là điểm mà Lý Dục Thần rất thích ở Thái Vĩ Dân. Lăn lộn ở một nơi, có tầm nhìn như vậy cũng không dễ dàng. Lần lấy thuốc này, cũng là khảo nghiệm cuối cùng của Lý Dục Thần với gã ta. Nhà họ Viên đã treo thưởng 100 triệu, rất khó để người ta không động lòng. Nếu Thái Vĩ Dân có lòng khác, chỉ cần lén báo tin cho nhà họ Viên là được. Người của nhà họ Viên không xuất hiện ở quán trà, cũng không có sát thủ giang hồ, cho thấy Thái Vĩ Dân này rất đáng tin. Trước khi đi,
Lý Dục Thần vỗ vai Thái Vĩ Dân, nói một tiếng cảm ơn. Mã Sơn cũng vỗ vai Thái Vĩ Dân, nháy mắt với gã ta. Thái Vĩ Dân vô cùng kích động. Gã ta biết rõ, cuối cùng mình đã thông qua khảo nghiệm của cậu Lý. Từ đêm đó trải qua chuyện ở trường đấu chó, Thái Vĩ Dân đã coi Lý Dục Thần như một vị thần. Mẹ kiếp, mặc kệ nhà họ Viên, mặc kệ hào môn. Với gã ta, có giàu có đi nữa, có quyền thế đi nữa, cũng không thể đối kháng với một người nắm trong tay ánh sáng, nắm giữ sinh tử. Phùng Thiên Minh cầm khẩu súng trong tay, chĩa thẳng họng súng vào đầu Lý Dục Thần. Sao cậu còn dám đến tìm tôi? Phùng Thiên Minh nhớ đến số tiền bị thua, trong lòng đau xót âm ỉ. Lý Dục Thần đối diện với họng súng đen xì, cũng không hề sợ hãi. Chú Minh, xin lỗi, xảy ra chút sự cố. Xin lỗi, Phùng Thiên Minh tức đến bật cười, cậu có biết tôi đã tổn thất bao nhiêu tiền không? Một câu xin lỗi là xong hả? Bao nhiêu tiền, Lý Dục Thần hỏi. 200 triệu, Phùng Thiên Minh tức giận gầm lên, người đề nghị mở cược là cậu, người nói chắc thắng cũng là cậu, kết quả thì sao, tôi làm nhà cái, cậu lại bỏ trốn. Mẹ kiếp, cậu cảm thấy tôi giống tên ngốc hả? Nếu không phải bây giờ cả thế giới có người truy giết cậu, tôi thực sự nghi ngờ cậu và người ta thông đồng bày trò bẫy lấy tiền của tôi đấy. Lý Dục Thần chỉ mỉm cười, cũng không giải thích, mặc cho Phùng Thiên Minh bùng phát cảm xúc. Thua 200 triệu, nổi giận cũng là bình thường. Phùng Thiên Minh mắng mấy câu, thấy Lý Dục Thần không phản ứng, lại cảm thấy không đúng. Cậu không sợ chết hả? Ông ta giơ họng súng, đặt gần hơn một chút. Trong súng của chú Minh cũng không có đạn, tôi sợ cái gì? Lý Dục Thần cười nói. Phùng Thiên Minh ngẩn người, sau đó tức đến đập súng lên bàn. Vậy mà cậu cũng có thể nhìn ra, ông ta phàn nàn một câu, tôi không lắp đạn, không phải không muốn giết cậu, là tôi sợ tôi nổi giận, giết luôn bản thân tôi. Ây, cậu thực sự không sợ chết hả? Cho dù cậu không sợ tôi, cũng không sợ nhà họ Viên hả? Cậu rất đáng tiền đấy, Phùng Thiên Minh bỗng bật cười, bây giờ tôi giao cậu cho bọn họ, có thể bù đắp một nửa tổn thất của tôi đấy. Cũng chỉ là một nửa thôi. Cho nên tôi không giao cậu ra mà, Phùng Thiên Minh tức phừng phừng nói đi, hôm nay cậu đến tìm tôi làm gì? Tôi cần tìm một cây hoàng tinh ngàn năm, chữa bệnh cho một người, Lý Dục Thần nói thẳng. Khuôn mặt Phùng Thiên Minh run lên, cậu coi chỗ tôi là nhà kho hả? Thật đúng là, không có. Không có loại ngàn năm, loại 500 năm cũng được. Cậu biết hoàng tinh ngàn năm đáng giá bao nhiêu tiền không? Phùng Thiên Minh lắc đầu nói, gần bằng giá trị con người hiện giờ của cậu đấy. Cho dù là loại 500 năm, cũng phải mấy chục triệu. Quan trọng là muốn mua cũng không có hàng. Giờ này lấy đâu ra thứ mấy trăm năm? Nói như vậy, chỗ ông không có ư? Không có. Lý Dục Thần thở dài một hơi, có chút thất vọng. Không có hoàng tinh, tuy cũng có hàng thay thế, nhưng công hiệu kém hơn rất nhiều. Lâm Vân là một trong số người thân thiết nhất với anh ở nhà họ Lâm, hơn nữa vẫn luôn muốn theo anh học võ công, Lý Dục Thần cũng đã đồng ý, cũng coi gần như đồ đệ của anh. Và lại, nguyên nhân Lâm Vân bị thương nặng như vậy cũng có liên quan đến anh. Lý Dục Thần không thể không cứu. Thực sự không được, chỉ có thể mang lệnh Thiên Đô, đến Tiên Đạo Tông Môn gần đây tìm dược liệu. Liệu Đồng Khánh Đường có không, anh hỏi. Đồng Khánh Đường, Phùng Thiên Minh ngẩn người ấy. Bọn họ cũng có thể có thật đấy. Nhiều năm trước tôi đã nghe nói, Đồng Khánh Đường có ba vật báu trấn tiệm là nhân sâm ngàn năm, thủ ô ngàn năm, hoàng tinh ngàn năm. Chỉ là không biết có phải thật không? Có điều gì? Đã là vật báu trấn tiệm của nhà người ta, tại sao người ta phải cho cậu? Dùng tiền mua thì sao? Ha, cậu có bao nhiêu tiền? Phùng Thiên Minh cười lạnh lùng, hơn nữa, nhà họ Hồ người ta thiếu tiền chắc. Nếu có thể mua bằng tiền thì những thứ đó cũng không còn ở nhà họ Hồ từ lâu rồi. Lý Dục Thần gật đầu, nói tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn phải đi thử xem sao. Phùng Thiên Minh bỗng nhớ ra, nói cậu có thể hỏi ông Khôn có giao tình khá tốt với người của nhà họ Hồ. Nếu ông ta không có cách nào, thì đúng là hết cách rồi. Ông Khôn, Lý Dục Thần ngạc nhiên, ông Khôn nào? Phùng Thiên Minh ngạc nhiên nói, ông Tiền Khôn của Tiền Đường đó. Chẳng phải cậu quen ông ta sao? Lý Dục Thần ồ một tiếng, liền cười nói, thì ra là anh Tiền. Phùng Thiên Minh hít một hơi khí lạnh, cậu, và ông Khôn, kết giao anh em. Ông ta cúi đầu nhìn khẩu súng trên bàn, thấy
thấy may mắn vì không lắp đạn vào khẩu súng. Nếu nhà họ Viên biết người mà bọn họ treo thưởng muốn giết, là anh em với ông Khôn, không biết họ sẽ cảm thấy thế nào. Cảm ơn ông, chú Minh, Lý Dục Thần nói, tổn thất của ông, tôi sẽ nghĩ cách đền lại. Phùng Thiên Minh đảo con mắt, nói, đền thì thôi đi, chẳng phải cậu hiểu đồ cổ ngọc thạch sao, mấy ngày nữa cùng tôi đến tham gia một hội, ở đó cũng có cực thạch, nhưng chơi hơi lớn, cậu giúp tôi thắng về một chút, hai chúng ta coi như hết nợ. Được, Lý Dục Thần sảng khoái đồng ý. Đi ra từ chỗ Phùng Thiên Minh, Lý Dục Thần cầm số dược liệu có được đến nhà họ Lâm. Thái Vĩ Dân rất thông minh, không tìm được hoàng tinh ngàn năm, nhưng vẫn bỏ mấy cây hoàng tinh bình thường vào trong túi. Mấy cây hoàng tinh bình thường này cũng được 20-30 năm tuổi, cho vào thuốc cũng có hiệu quả. Đầu tiên Lý Dục Thần bảo người nhà họ Lâm làm theo yêu cầu của anh, sắc thành thuốc nước cho Lâm Vân uống. Rồi đun thành một ít thuốc cao, thoa lên người Lâm Vân. Trong lúc đó, nhà họ Lâm lạnh lẽo vắng vẻ, gần như không có ai đến. Thương tích của Lâm Thu Thanh vẫn chưa khỏi, cũng chỉ có thể chạy ra chạy vào, bận bịu liên tục. Rất nhiều việc, trước đây chỉ một câu nói, sẽ có người đi làm, bây giờ lại không thể không đích thân đi làm. Nhà họ Lâm có rất nhiều người bị thương, bây giờ ngay cả bệnh viện thành phố Hòa cũng không chịu nhận chữa trị. Trước đây đưa đến đó, cũng chỉ phẫu thuật hoặc băng bó qua loa, rồi cho họ xuất viện. Nhà họ Viên đã lên tiếng, không ai dám qua lại quá mật thiết với nhà họ Lâm. Phần lớn mọi người đều được đưa về Sơn Trang Bắc Khê dưỡng thương. Hai mẹ con Nghiêm Tuệ Mẫn và Lâm Mộng Đình trở thành y tá kiêm bảo mẫu của gia tộc. Thấy thói đời bạc bẽo, trong lòng Lý Dục Thần cũng xúc động. Anh đã trải qua nghèo đói khốn cùng, có thể đồng cảm với người nghèo. Nhưng trước nay anh chưa từng trải qua biến cố lụi bại của hào môn như này. Càng vào lúc này, càng có thể nhìn thấy bản chất sâu trong con người. Bộ mặt chân thật nhất của con người được thể hiện hết khi đứng trước biến cố như này. Lớp ngụy trang bị xé bỏ trong những lúc như này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.